bên trên nó trắng đi rồi, thì cái phần cục mụn bên dưới nó sẽ kích thích cái sự phát triển của một cái loại vi khuẩn ở trong cái năng nông, nó là vi khuẩn viêm đấy, thì cái vi khuẩn này nó phát triển nó gây nên tình trạng mụn viêm đó. Và cái cuối cùng đó là cái tình trạng đáp ứng viêm của cơ thể mình, khi vi khuẩn nó tăng lên cơ thể mình phải tăng sản xuất cho tế bào miễn dịch để chống lại cái viêm đó, thì nó hình thành mụn. Tức là nó sẽ có bốn cái yếu tố tham gia. Đầu tiên đó là sự bít tắc, các chất bẩn hoặc là bã nhờn. Cái thứ hai đó là việc sừng hóa cái phần năng nông ở phía trên, của năng nông phía trên. Cái thứ ba là tham gia của vi khuẩn, và cái cuối cùng đó là tham gia phản ứng viêm của cơ thể. Như vậy thì trong cái cơ chế gây mụn này, khi anh chị hình dung bốn cơ chế này thì nó tương ứng với các cái này, nó sẽ là các cái gì ạ, cái cách để chúng ta xử lý mụn, đúng không ạ? Ví dụ nó bít tắc thì anh chị làm sao để nó không còn bít tắc nữa đó. Cái thứ hai nữa là nó bị sừng hóa, nó dày ở phía trên, cái lớp tế bào chết nó không bong được, thì làm sao bong được cái tế bào chết đấy ra, nó cũng là một cách để điều trị. Cái thứ ba nữa là khi vi khuẩn nó phát triển thì cái làm sao là dùng cái hoạt chất hoặc là dùng cái phương pháp tiêu diệt trực tiếp con vi khuẩn này đi, nó là một cách. Và cái cuối cùng là gì ạ, khi mà tất cả các cái thất bại rồi, cuối cùng chúng ta phải dùng đến cái sản phẩm để ức chế cái phản ứng viêm. Đây là cách cuối cùng nhưng luôn luôn là cách hiệu quả nhất, nhưng mà luôn áp dụng cuối cùng, bởi vì cái phản ứng viêm là phản ứng có lợi mà, phản ứng viêm là phản ứng cơ thể mình đi tiêu diệt các cái yếu tố gây hại đó. Thì chúng ta không thể cứ thích mà ức chế phản ứng viêm được, chỉ khi nào phản ứng viêm nó quá mạnh, phản ứng viêm quá mạnh chúng ta cũng cái phương pháp khác chúng ta không thể can thiệp được, thì bắt đầu cuối cùng chúng ta hướng đến cái việc đó là giảm phản ứng viêm, giảm một phản ứng viêm của cơ thể bằng các cái sản phẩm bôi thoa hoặc thuốc uống, thuốc bôi đó. Thì các chị hình dung là với các cái cơ chế như vậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái phương pháp điều trị ứng với mỗi cơ chế khác nhau. Rồi cho mình tiếp cái slide tiếp theo ạ. Rồi cho mình tiếp cái slide tiếp theo, rồi cứ tiếp đi. Rồi cái phần điều trị mụn cứ cứ nướt hết cho mình. Rồi ok, cái phần điều trị mụn này anh chị thấy là trong cái việc điều trị mụn này mình cũng sẽ tập trung vào các cái từng cái một. Đầu tiên nó sẽ phá hủy cái bã nhờn, tức là phá hủy cái phần bít tắc á. Thì phần bít tắc hầu hết là do cái bã nhờn á, tức là đặc biệt những người có da nền da dầu ấy, tiết nhiều dầu nhờn ấy, dầu nhờn nó tiết ra nó bít tắc chẳng hạn, thì làm sao để hạn chế việc tiết dầu nhờn ấy ra. Thì hạn chế tiết dầu nhờn thì bằng cái thuốc thoa, thuốc uống mình kích thích tác động cái con đường đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta gì ạ, kiểm soát cái phần kiểm soát mụn, là kiểm soát khuẩn mụn, tức là chúng ta dùng các kháng sinh và dùng các cái thuốc tác động trực tiếp vào con vi khuẩn, đúng không ạ? Cái thứ ba nữa là loại bỏ các tế bào chết tích tụ, tính là cái việc chúng ta để kích thích quá trình bong bong một cái tế bào chết để nó không gây cái bít tắc ở phần phía trên nữa. Và cái peel da đó, cái peel da chính là tác động với con đường này này. Cái động tác peel da là động tác để chúng ta kích thích quá trình bong da ra mà, peel da là kích thích quá trình bong da ra mà. Và như vậy thì chính là cái việc chúng ta tác động vào cái việc loại bỏ các tế bào chết ở trên da đó, nó là một phương pháp điều trị mụn. Các anh chị thấy là khi mình đưa ra rất nhiều các phương pháp tác động nhiều con đường khác nhau, và peel da nó tác động với con đường đó, cái con đường đó là kích thích cái quá trình bong da, từ đó nó thoát được cái nhân mụn ẩn ở phía trên ra và nó không gây bít tắc nữa. Đó đó là cái cơ chế của peel da. Như peel da hoàn toàn có thể điều trị mụn được đó, khi chị đọc ở đây anh chị nghe đây chị có hình dung là peel da hoàn toàn có thể điều trị mụn được, nó điều trị mụn bằng cái cơ chế này, nó là kích thích cái quá trình bong da. Rồi ngoài ra thì điều trị mụn xong chúng ta phải điều trị sẹo. Những cái điều trị sẹo thì nó là câu chuyện điều trị hậu quả sau mụn, thì bao gồm điều trị sẹo và điều trị gọi là thâm mụn ấy, thì nó lại là câu chuyện dài hơn nữa. Hôm nay mình nói về cái phần điều trị mụn thôi. Rồi tiếp cho mình tiếp cái slide tiếp theo. Rồi thì cái peel da nó là cái gì anh chị thấy này, có cái hình ảnh nó là cái da nó bong từng mảng ra này. Thì chính là lớp peel da đó. Peel da là mình dùng một hóa chất mình đưa trên da của mình, thì hóa chất nó thấm dần dần vào cái các tế bào da và nó làm nỏng đi những cái liên kết ở các tế bào sừng, và các tế bào sừng nó sẽ kích thích quá trình bong. Thì bình thường ví dụ một người trưởng thành mình mất khoảng 28 ngày để mình thay hoàn toàn một cái phần 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 phần, phần tế bào ở phần thượng bì, và mất 14 ngày để thay hoàn toàn cái phần lớp sừng ở phía trên. Thì cái động tác peel da này nó chỉ mất độ khoảng 5 đến 7 ngày thôi, nó thay hoàn toàn cái lớp tế bào này đi. Và khi thay hoàn toàn cái lớp này đi thì cái nhân mụn này, các cái bít tắc ở phía phía dưới nó sẽ được giải phóng, và khi nó dễ dàng nó sẽ thoát ra bên ngoài đó. Thì cái hoạt chất peel da nó có rất là nhiều các hoạt chất khác nhau, các hoạt chất hóa học khác nhau. Anh chị có thể phổ biến đó là cái gì ạ, salicylic, anh chị có thể nghe tên trong BHA đó, nó là nghe tên trong các cái sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học của nhiều hãng khác nhau ấy, nó là BHA. Nhưng mà cái sản phẩm tẩy tế bào chết thì nồng độ nó rất là thấp, và cái sản phẩm để peel da thì nồng độ nó cao hơn gấp 10 lần hoặc nhiều hơn nữa đó. Chứ còn tức là tẩy tế bào chết nó là một dạng pha loãng hơn rất là nhiều của các sản phẩm peel da đó. BHA mới phổ biến này, AHA là một cái phổ biến thứ hai này, PHA là phổ biến thứ ba này đó. Đây là
các cái sản phẩm tẩy tế bào chết bằng phương pháp vật lý khác nữa, ví dụ như là phi kim tảo biển này là một động tác tẩy tế bào chết, peel da bằng bằng vật lý đó. Nên là các cái sử dụng công nghệ, ví dụ như các cái máy laser này có tái tạo bề mặt này thì nó cũng là động tác để peel da. Nói chung nó có rất nhiều phương pháp để peel da khác nhau, chứ còn nó không chỉ đơn giản là sử dụng hoạt chất thôi đó. Thì tiếp cho mình cái slide tiếp theo đó. Như vậy thì cái túm lại là gì, là qua cái phần nói của mình đó là cái phần mụn, và thứ hai đó là cái việc peel như thế nào. Thì cuối cùng mình áp dụng ở đây mình thấy là peel có rành nó ra mụn được không. Thứ nhất là peel hoàn toàn rành nó ra mụn được. Cái thứ hai cơ chế nó là gì, đó là loại bỏ cái lớp tế bào sừng ở phía trên, nó nòng cái phần tế bào sừng phía trên, và từ đó nó cái nhân mụn phía trên nó sẽ gì, nó hạn chế về bít tắc, và nó cái nhân mụn phía trên nó sẽ được đẩy lên, và khi nó đẩy lên nó rất dễ lấy ra. Với một cái làn da trước khi peel thì rất là khó để lấy mụn ẩn, thế tuy nhiên sau khi peel xong cái mụn ẩn nó đẩy lên thì lấy rất là dễ. Và đương nhiên khi nó lấy dễ thôi thì cái khả năng hình thành mụn viêm sẽ ít đi, và khả năng nó để lại những hậu quả ví dụ như là thâm mụn thì nó cũng sẽ ít hơn đó. Cái thứ ba nữa là gì, cái này mới là cái quan trọng, tức là gì ạ, nó tăng khả năng khả năng thấm của các hoạt chất bôi thoa. Tức là bình thường ví dụ bởi vì nó bít tắc mà, chị có nó bít tắc cái phần 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 mà cổ lăng đâu mà, nên chị có thoa thuốc và chị thoa cái các chất dưỡng, các chất điều trị lên á thì nó không có thấm vô được nhiều, tại vì nó tắc thì nó đâu có thấm vô được, nó đâu có đường để vô. Thế nhưng sau khi chị peel xong nó bong cái phần phía da ra, cái bong cái lớp sừng chết lên đi, thì như vậy thì phần nó được tự nhiên được thông thoáng, nên chị nặn đi cái phần mụn ẩn đó. Thì sau khi chị thoa thuốc lên thì đương nhiên nó sẽ thấm vô rất là tốt, và khi nó thấm vô rất là tốt thì đương nhiên cái hiệu quả điều trị nó sẽ tốt hơn rất là nhiều đó. Và đây mới là một cái cơ chế và yếu tố quan trọng và ứng dụng peel trong điều trị đó. Và cái tiếp theo đó là gì ạ? Cái chu kỳ peel á, thì thông thường cái peel da thì thông thường mình sẽ làm hàng tuần hoặc là 2 tuần một lần. Cái này tùy thuộc vào cái nồng độ, tức là cái hoạt chất mình dùng là cái gì, đúng không ạ? Ví dụ những hoạt chất nào mà như là cái bộ tia toning peel của Cell Fluency Expert chẳng hạn, thì mình có thể dùng hoàn dùng một lần, một tuần một lần được. Nó có những cái hoạt chất nồng độ nó mạnh hơn, ví dụ peel trong các cái cơ sở thẩm mỹ hoặc có bác sĩ peel á, như mình làm ấy, thì thông thường mà dùng các hoạt chất 2 tuần một lần, thậm chí 1 tháng một lần, thì mức độ peel nó sẽ mạnh hơn một chút đó. Thì tùy vào cái độ mạnh của hoạt chất như thế nào thì mình cũng sẽ có chỉ định là peel bao nhiêu lâu, đúng không ạ? Và cuối cùng đó là gì ạ, mình muốn kết luận cái câu cuối cùng đó là peel da là một phương pháp phối hợp, nó là một phương pháp điều trị. Thế nhưng mà gì, điều trị phối hợp anh chị nhé, điều trị phối hợp tức là ngoài peel da mình phải phối hợp với các phương pháp khác, đúng không ạ? Phương pháp nó bao gồm cái gì, bao gồm có thể là gồm thuốc thoa, cái thứ hai có thể bao gồm thuốc uống, cái thứ ba nữa là các cái sử dụng các cái sản phẩm chăm sóc da, hướng đến cho làn da mụn đó. Nó chỉ là một điều trị phối hợp, cái thứ hai nó giúp phát huy hiệu quả tối đa của các cái sản phẩm bôi thoa khác và các cái sản phẩm chăm sóc da khác. Tức là gì, nếu chị chỉ dùng một cái peel để điều trị mụn thôi thì gần hiệu quả rất là ít, nhưng nếu như chị biết phối hợp giữa peel và một vài cái sản phẩm bôi thoa, thuốc hoặc là sản phẩm chăm sóc thôi thì hiệu quả lại rất là khác đó. Thì tức là với cái peel này thì nó chỉ là một cái động tác phối hợp thôi, chứ nó không phải là một mình nó không giải quyết được, nó phải phối hợp với các phương pháp khác. Để, bởi vì sao, bởi vì anh chị thấy là gì, trong cái cơ chế điều trị mụn nó có rất nhiều bước mà, mình phải phối hợp đến từng bước trong từng cơ chế một, và peel da nó chỉ là tác động vào một cơ chế thôi, thế nên là gì, mình phải phối hợp với các cái phương pháp khác đó. Như vậy thì cái phần peel da dành cho da mụn này anh chị có hình dung ạ, tức là nó rất là đơn giản thôi, tức là với mụn nào anh chị cũng peel được. Tức là khi ta nói là peel mụn với mụn, mụn có peel được không, câu trả lời là có. Mụn nào peel được, câu trả lời là hầu như mụn nào cũng peel được. Bởi vì động như vậy đơn giản là mình giải thích là gì, tất cả các cái tình trạng mụn nó đều gây ra bởi cơ chế đó, và khi peel da đều tác động đến cái con đường đó thì đương nhiên là peel được. Tuy nhiên chỉ cần peel giải quyết được mụn hay không thì câu trả lời sẽ là không, và phối hợp như thế nào thì tùy tình trạng mụn chúng ta sẽ phối hợp phương pháp khác nhau. Peel nó chỉ là một phương pháp phối hợp với các hoạt chất khác để điều trị mụn, chứ không không thể nói là ở đây tôi peel là xong điều trị mụn là hết là, không có đâu. Chắc chắn là phải có thuốc thoa, chắc chắn là phải có thể có thuốc thoa hoặc là các sản phẩm chăm sóc da thì mới có hiệu quả được, chứ còn peel nó chỉ là phương pháp phối hợp trong điều trị thôi. Rồi, ok, đó là cái phần trình bày của mình về cái phần điều trị mụn và phối dùng cái phương pháp peel da. Thì mọi người có muốn hỏi thêm cái phần thuốc này cái gì không, liên quan đến mụn, liên quan đến peel da?
Dạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ Quyền rất là nhiều. Thì ngày hôm nay nếu như mà chúng ta có cái câu hỏi nào mà muốn hỏi tới để được bác sĩ trả lời thì mọi người hãy giơ tay lên hoặc là có thể là chat vào khung chat để bác sĩ của chúng ta có thể giúp chúng ta trả lời những cái câu hỏi đó nha mọi người. Thì không biết qua cái phần trình bày của bác sĩ Quyền thì các anh chị ở đây có thấy là chúng ta được học những cái kiến thức rất là bổ ích đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta đồng ý với cái ý kiến của em Ngọc thì có thể tung mông tung hoa để chúng ta cảm ơn bác sĩ đã giúp chúng ta có thêm được những cái hiểu biết sâu hơn về cái quá trình điều trị mụn cũng như là những cái kiến thức là chúng ta phải làm sao để phân biệt được cái làn da mụn và cũng như là làm sao để chúng ta có thể được kiểm soát được cái vấn đề da nhờn mụn tốt hơn. Mọi người có thể là tung bông tung hoa để cùng cảm ơn bác sĩ của chúng ta. Dạ rồi, thì không biết là nãy giờ là mọi người có rút kết được cái kinh nghiệm gì và đã nốt lại được cái gì để dành riêng cho mình chưa ạ? Thì đối với em Ngọc á thì khi mà chưa tham gia và chưa được học những cái lớp của Sea Phương Xít thì em Ngọc loay hoay, tức là mình phải loay hoay để đi tìm cách thế nào là chúng ta có thể trị mụn được cho làn da của mình. Và lúc đó là em Ngọc tìm rất là nhiều sản phẩm, thấy ai giới thiệu cái gì tốt là mình cũng dùng cho làn da của mình, nhưng mà thực tế là cái sản phẩm đó là mình chưa có biết cách sử dụng như thế nào để cho nó hiệu quả. Vì khi mà mình mua một cái sản phẩm đâu có ai hướng dẫn cho mình là cái sản phẩm đó em phải dùng như thế nào hoặc cái da của em phải làm sao để cho nó sạch và phải dùng các bước ra sao đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta được học những cái kiến thức bổ ích từ bác sĩ này cũng như là được những cái chuyên gia từ nhà xe phường CX vợ là chúng ta hàng ngày chúng ta sẽ đúc những cái kiến thức rất là bổ ích như thế. Cho nên là em Ngọc rất là hy vọng những cái lớp đào tạo của xe phần CXP hoặc là những cái buổi Zoom như thế này mọi người có thể lan tỏa nhiều hơn để cho đồng đội của chúng ta và chúng ta có thể học hỏi được những cái kiến thức bổ ích này để cái không có bị lãng phí những cái thông tin vô cùng là bổ ích như thế này nha mọi người. Nếu như mà mọi người đồng ý thì có thể là ok giúp cho em Ngọc để cho những cái buổi dung của chúng ta vào những lần sau nó có thể sôi nổi hơn và được nhiều người tham gia hơn được không ạ? Mọi người có thể nhắn ok và khung chat cho Ngọc biết được cái thông điệp của mọi người ngày hôm nay để Seven Shippers có động lực để làm thêm những cái buổi dung ý nghĩa hơn được không ạ mọi người? Rồi, em Ngọc đã thấy nhiều cái câu hỏi ở trên khung chat rồi, nhưng mà mọi người cứ ghi lên trong khung chat đi thì ở bên cái bộ phận ekip sẽ lưu lại cái câu hỏi của mình và sau cái buổi bill da của mình thì sẽ có được cái sự giải đáp từ bác sĩ rồi. Thì ngày hôm nay dạ sao ạ? Được, ok, bây giờ mọi người cứ view ra xíu nữa mình sẽ quay lại cái gì câu hỏi thì mình giải đáp luôn cho mọi người. Dạ, hoặc là trong cái quá trình mình bill da mình làm mặt nạ thì chúng ta sẽ cùng giải đáp luôn để không có bị tốn quá nhiều thời gian nha mọi người. Thì ngày hôm nay thì em Ngọc xin được giới thiệu một cái chị mentor 3 sao, chị có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề bưu da và cũng như là chị đã giúp cho đồng đội của mình có thêm được nhiều cái kiến thức và cũng lan tỏa được cái sản phẩm của C4C của mình rất là nhiều. Thì em xin được giới thiệu lên đây chị mentor 3 sao Huỳnh Hồng là sẽ giới thiệu cho mọi người biết sơ qua về cái tính năng cũng như công dụng của bộ Tia Tonin Bill của mình nha mọi người. Thì không biết là chị Hồng đã có ở trong phòng Zoom chưa ạ? Em xin nhờ spotlight chị Hồng lên giúp cho em với ạ. Ok. Cảm ơn Bích Ngọc rất là nhiều ha. Hello cả Dạ, em nhà, chào chị. xin chào mọi người. Cảm ơn Bích Ngọc nha. Hello cả nhà, mọi người ăn tối chưa? Hồng cũng mới vừa ăn xong. Chạy giống như chạy xô. Hôm nay là mình có duyên với Xe Phùn Si hả? Sáng lên một cái Zoom và giờ này thì tối lại lên cái Zoom Xe Phùn Si nữa cả nhà. Rất là biết ơn BDB Xe Phùn Si đã cho Hồng có cơ hội để
mình tích thêm cái nhân nhân quả làm đẹp đó mọi người. Rất là biết ơn ha, và xin chào 63 anh chị đang có mặt trong phòng Zoom tối hôm nay. Trước mặt mọi người là một người phụ nữ đã trên 40 rồi, không còn trẻ nữa, và làn da không phải là trẻ em nữa ha. Nhưng mà thật sự là Hồng rất là may mắn, và Hồng cũng rất là biết ơn Self Fluency. Có nhiều cái nhân duyên mà giúp cho Hồng tin vào một cái dòng mỹ phẩm của Hàn Quốc. Và với cái điều tin tưởng đó, nó mang lại cho Hồng cái làn da giống như ngày hôm nay. Và Hồng tin vào Self Fluency, và mình đã build rất là nhiều lần rồi mọi người. Và thậm chí là trong cái chuyến du lịch Đà Nẵng vừa qua, thì mọi người biết là đi máy bay mà mình đem đồ theo thì nó cũng rất là cồng kềnh, phải không? Vừa đem đồ đi chơi mà Hồng còn phải đem theo. Mình biết rằng là mình sẽ gặp team nhóm của Hồng, mình không biết là có quà gì để tặng, thôi thì mình sẽ đem bill da theo để mà mình bill cho các bạn trong team của Hồng. Thì cũng nguyên một buổi chiều đó thì mình làm cũng được khoảng 5 bạn đó mọi người. Và các bạn rất là thích luôn, và Hồng rất là thích làm cái công việc này. Cái giai đoạn đầu tiên á mọi người biết không, Hồng cứ suy nghĩ rằng là sao mà mỹ phẩm Self-Fluency nhiều thứ quá và nhiều bước quá, làm sao mà làm nhớ nổi. Hồng nói với cả nhà là Hồng đi tới lần thứ 3 Hồng vẫn còn quên. Chỉ khi nào mình tự làm cho mình, và mình lại có nghĩa là mình cho mình một cái kỷ luật, đó là hàng tuần hoặc là không thì phải 2 tuần là mình bill một lần thì nó sẽ không quên. Còn mọi người lâu lâu làm một lần mọi người sẽ quên. Và đặc biệt nhất á, mọi người muốn mình đẹp á, là mình phải cho đi. Thứ nhất là cho đi kiến thức làm đẹp, thứ hai là mình giúp người khác đẹp, thì vô tình mình sẽ tạo được cái nhân đẹp, và bên cạnh đó nhân đẹp thì mình sẽ nhận được quả đẹp. Giúp cho người khác đẹp mình cũng sẽ đẹp nha mọi người. Đó là cái tiêu chí mà Hồng Hồng phấn đấu, và Hồng luôn luôn nghĩ về điều đó. Chính vì vậy mà Hồng rất là sẵn sàng lên Zoom để bill da cùng với mọi người. Và hôm nay Hồng cũng rất là vui mừng ha, có mặt ở đây cùng với mọi người bill da ha. Các anh chị nào cùng bill da với Hồng á thì mọi người có thể mở cam nè, và chuẩn bị cho mình một cái thau nước ha. Và trong đó nó có 2 cái bông, mọi người nhớ chuẩn bị nha. Có 2 cái bông. Mọi người bỏ 2 cái bông nó vô đây. Thì nếu như mà mình đi mua ngoài chợ á, thì hoặc là các anh chị mua cái bộ bill á thì đã có sẵn. Mọi người có thấy cái màn hình nó cà chớp không? Nó có thấy không? Nếu mà có thấy cà chớp thì báo với Hồng nha. Dạ vẫn thấy rõ, cũng không sao chị, không ảnh hưởng gì nhiều. Rồi ok ha. Khi mà mình mua cái bộ bill da của Self Fluency á thì hình như là trong bộ á mình có dụng cụ và có luôn 2 cái mảnh này. Nếu mà mình đã dùng hết rồi á thì mọi người đi ra chợ mọi người mua, thì nó nằm ở trong một cái bọc á, cái cây nhỏ như thế này nè, mình nói là mốp để mà thấm rửa mặt á, thì người ta sẽ đưa cho mọi người thôi. Và chúng ta mua về nó nhỏ vậy rồi mình bỏ vô nước thì nó sẽ nở ra được giống như của Hồng. Hay cả nhà. Đó, mọi người chuẩn bị cho mình dụng cụ nha. Và đặc biệt nhất á, là chúng ta có dụng cụ bill. Các anh chị nào xài bộ nhỏ á, thì chúng ta lấy bộ nhỏ. Còn không thì chúng ta lấy có Hồng xài bộ lớn. Nhưng mà bên cạnh bộ lớn thì các anh chị nào có bộ nhỏ thì mình sẽ đưa lên cho các anh chị khác thấy ha. Cho các anh chị khác thấy cái bộ bill nhỏ để mà mình tiện ha. Còn các anh chị nào có thể cùng đồng hành bill cùng với Hồng á thì giơ tay lên để bộ phận hot sẽ spotlight mọi người lên nha. Ok, đó có chị Hồng Cúc kìa. Các anh chị có thể giơ tay lên đồng hành cùng với Hồng ha. Rất là biết ơn các anh chị đồng hành cùng với Hồng. Hello chị Cúc nè, hello chị Yến. Ok, hello Lan Anh nha. Hello chị. Ok, khoan Chị để Hồng đẹp. xin Da phép chị Hồng đẹp quá. Hồng thường mình đi đi chơi hay là đi đám gì mình chỉ có dùng kem chống nắng thôi mọi người, không có dùng phấn luôn. Ok. Hello Thu Thảo nè. Có anh chị nào lớn hơn Hồng không ta?
Có chị, chắc Có chị Cúc dạ hả? u Nhìn năm mươi chị rồi giờ nhìn chị trẻ hơn em đó. rồi đó. Mọi người có đồng ý không? Nhìn thấy chị Cúc là cute hơn Hồng không? Ok, đợi Hồng tí xíu nha, nhắn cho người mới. Nay có đại lý quán. Ok rồi, hồi nãy thì bác sĩ Quyền có nói với chúng ta rồi ha. Bill da đó là khi mà chúng ta bị những vấn đề về da á, là do chúng ta bị bít tắc mà lâu ngày chúng ta không có bảo dưỡng. Không dùng từ là bảo dưỡng, cho nên là bill da cũng là một cái cách để mọi người bảo dưỡng và loại bỏ những cái độc tố, những cái chất gì nó thừa thải trên da của mình ra. Các chị khoan hãy làm, lát làm lượn với Hồng, mọi người chơi đi trước rồi lát Hồng làm mình hả? Chị Ngọc kìa, chị Ngọc Đồng Tháp nè ha. Rồi để Hồng giới thiệu sơ với mọi người ha. Đây là cái Sevun C này, cái loại này thì đây là cái nước rửa 3-trong-1 ha mọi người. Và nước rửa 3-trong-1 này á, nó làm sạch an toàn và nó loại bỏ chất chống nắng nè, lớp trang điểm nè, bụi mịn nè, gốc tự do, dầu thừa. À, với các thành phần có nguồn gốc từ tự nhiên và nó trên 96% là có tính năng chữa lành. Cho nên mình dùng rất là lành tính ha cả nhà. Và cái thứ hai nữa đó là chúng ta có cái chai toner này. À, đây là toner để mà tăng cường hàng rào bảo vệ và trẻ hóa da, cấp ẩm sâu cho làn da của mình và duy trì độ pH. Đó, mọi người thấy hai cái chai này nó khác nhau ha. Chai to và chai nhỏ. Nếu mà các anh chị nào xài gói á, thì cũng có gói to và gói nhỏ nha. Gói to này là cái chai, cái loại nước rửa 3-trong-1. Còn cái gói nhỏ là toner ha cả nhà. Rồi, các anh chị có bộ bill nhỏ thì các anh chị đưa lên giúp cho Hồng nha. Hồng thì dùng cái chai nó to đùng như thế này, cho nên là nó sẽ khác mọi người một tí xíu. À, các anh chị có bộ nhỏ kìa. Các chị có bộ nhỏ thì các chị giúp cho Hồng á, là mình dùng cái dụng cụ gì đó mình mở nắp các cái chai ra đi, để một lát mình thao tác cho nó nhanh đó, để mình không mở trước á, cái ngồi mình thao tác nó khó rồi mình dùng cái ngón tay móng tay của mình á thì nó hư cái móng thì nó ổn ha mọi người. Đó, mình chuẩn bị trước tí xíu. Rồi, cái chai thứ nhất này là chai số 1 ha. Chai này đó là trên cái chai có ghi chữ booster nè mọi người. Đó là booster này nó kích hoạt kênh dẫn nước aquaporin, nó giúp cho việc cung cấp nước đều đặn nè và trôi chảy, làm mềm cái sừng chết ở trên da. Nó có nghĩa là nó làm mềm những cái sừng chết này. Rồi một tí xíu mình tới cái bước thứ ba thì nó sẽ lấy những cái đó đi ra luôn, cho nên Ơi nó tạm được rất là cần thiết ha. tạm Và da của chúng ta nếu mà nó cứng quá, nó sừng lại thì thường là nó cũng hay bị sừ 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 cái da lên đó mọi người. Đó là những cái lớp nó bị sừng hóa, nó bung ra đó. Và bình thường hóa chu kỳ thay da nè và cấp ẩm cho da với 8 loại HA ha. Và bước đó là bước thứ nhất. Và bước thứ hai, một tí xíu Hồng sẽ nói luôn bước thứ hai ha. Giờ mình đi từng bước đi để nói lần một mọi người sẽ quên cả nhà. Rồi, mình sẽ bước tới bước thứ nhất. À, mình chưa vào bước thứ nhất nhưng mà mình sẽ làm bước sạch da nha mọi người. Đó là chúng ta dùng cái chai 3-trong-1 nha cả nhà. Ok, chào chào chị Thủy nè, chào Bạch Thu nha. Ok, hôm nay có nhiều chị bill da cùng với Hồng quá, cho bớt đỡ run tí. Ok nha cả nhà. Rồi mình dùng chai thứ nhất. À, cái chai 3-trong-1 này chúng ta sẽ dùng một miếng bông. Mọi người nhớ là chúng ta dùng bông thì chúng ta kẹp cái miếng bông này giữa cái ngón cái này, và chúng ta dùng ngón trỏ và cái ngón đeo nhẫn thì chúng ta kẹp lại để nó không có bị chạy cái miếng bông này đi. Và sau đó nếu mà chai lớn đó, thì mọi người sẽ nhấn cho nó ướt thật là ướt cái này nha, đừng có tiết kiệm. Tại vì nếu mà tiết kiệm quá nó khô quá thì nó làm cho da mình nó rất là nó bị xước da, cho nên là mọi người kéo từ dưới lên theo chiều của da nha. À rồi, xin chào chị Khéo nha. À, các chị làm theo Hồng ha. Okay. Nhờ được bill nhiều lần cho nên là mình cũng
tay mình nó cũng nó mềm mại hơn á mọi người, chứ không mình cũng lọng cọng lắm, mình không có bỏ sót chỗ nào hết nha cả nhà. Đó, rồi mình vét cái phần ở trên cái môi của mình là chỗ nhân trung nè, mình kéo lên, mình kéo cái chỗ cái mũi của mình nè. Đó, mình kéo qua và trán, sau đó các anh chị vuốt cái vùng mũi của mình ha, từ trên xuống, anh chị vuốt cái vùng mắt của mình tí xíu, tránh nó va vào mắt nha. Đó, và chúng ta đi hai cánh mũi như vậy thì chúng ta sẽ không bỏ sót bước nào, không có bỏ sót một cái vùng da nào hết ha. Và chúng ta còn thấy miếng này nó còn ướt đó, thì mọi người lau tiếp xuống cổ luôn, chúng ta luôn vệ sinh luôn vùng cổ của mình luôn ha cả nhà, tại vì cổ của mình cũng tiếp xúc với nắng bụi mưa gió bên ngoài đúng không, cho nên nó cũng đóng bụi đó. Và cổ của Hồng thì cũng gần đây mình mới bảo dưỡng bảo trì, chứ thường mình cũng bỏ phế chăm cái mặt thôi chứ không có chăm cái cổ. Ok, đó là mình xong bước thứ nhất ha cả nhà. Rồi khi mà bước thứ nhất xong á, mình dùng bông á mình rửa lại nha cả nhà. Như vậy thì các anh chị sẽ lấy cái miếng bông của mình là mình vắt khô nước và mình lau lại nha cả nhà. Cái bước này là mình phải lau bằng nước lại. Mình cũng kéo từ từ trên từ dưới lên trên ha, theo cái chiều da của mình để nó đừng có bị chảy xệ ha cả nhà. Chúng ta lau cho hết, lau mũi luôn nha cả nhà. Rồi rồi chúng ta làm lại một lần nữa cho nó sạch da nha cả nhà. Nhẹ nhàng thôi. Ok. Rồi chúng ta chuẩn bị cái chai tiếp tục, đó là chai toner ha. Chai toner. Rồi chúng ta cũng dùng một miếng bông y như vậy. Rồi, tí xíu nữa chúng ta tranh thủ rồi chúng ta sẽ đi đổi thay cái nước đó đó. Rồi. Chúng ta có một miếng bông cũng kẹp giữa ngón ngón giữa nha mọi người. Rồi. Ở đây không có cái chai lớn thì cả nhà sẽ dùng cái gói nhỏ nha, cái gói xanh xanh nhỏ nha cả nhà. Anh chị nào trong Zoom mình đang xài cái bộ nhỏ đó, có cái gói đó, đưa lên giúp Hồng. À, đưa lên cho các anh chị, cho các chị khác giúp Hồng với. Chị siêu quá. Ok, đó là cái chai lớn kìa, đó chị Thảo đưa lên cái gói đó. À, rồi, cảm ơn chị Thảo rất là nhiều ha. Chúng ta cũng dùng cái chai toner này chúng ta để cho nó ướt luôn nha mọi người. Nó ướt luôn. Rồi, chúng ta cũng sẽ đi kéo từ dưới lên trên theo cái chiều da của mình ha. Ngày bill da này mình có được nhiều cái băng đô đó mọi người. Thật ra thì con gái mua cho Hồng nhiều lắm nhưng mà mình không có dùng, đến lúc mà mình biết peel da nè rồi cái mình lên Zoom mình hướng dẫn cho mọi người đó rồi bắt đầu mình mới dùng đó. Đó, con gái Hồng nó mua cho Hồng đó. Đây là bước thứ hai. À, cái bước này bước này là bước làm sạch da, làm toner thì toner nó sẽ làm cho da của mình đó tăng cường cái hàng rào bảo vệ da ha, và nó trẻ hóa da, cấp ẩm cho da và nó làm cho da tươi mới, duy trì độ bắt pH chuẩn nha. Cả nhà nhớ vuốt luôn dùng vùng mũi ha. Và chúng ta vuốt hai bên cánh mũi nè. Và chúng ta vuốt cái cổ của mình luôn. Ok. Rồi xong chúng ta qua cái chai số 1. Cái chai số 1. Mọi người chai số 1 ha, có ghi số 1 nè, chai này nó bự nhất trong các chai luôn. Rồi các chị nào đang có cái bộ bi nhỏ đưa lên giúp Hồng cái chai số 1 đó, chị Thảo đưa lên kìa cả nhà. Các chị có thể mình để ý mình xem qua một lần. Mình cũng chưa nắm nhưng mà các anh chị nếu mà các anh chị lên đơn về nhà mình tự làm cho mình á thì các chị sẽ nhớ được từng bước hết.
nó cũng đơn giản rồi, nó không có khó đâu, nhưng mà tại vì mình không chú ý thôi. À, với lại mình chưa có thật sự là mình làm cho mình đó, và mình làm cho người khác nữa đó, thì nó mới là một cái cách để mà mình nhớ, nhớ dai nhất. Rồi bước số 1 này, cái chai đối với chai số 1 á, mình cũng dùng miếng bông kẹp giữa hai ngón tay nha cả nhà. Kẹp giữa hai ngón tay, và các chị nào dùng chai nhỏ đó, chúng ta không dùng hết chai mà chúng ta chừa lại một ít nha, chừa lại một ít trong chai, tại vì tí xíu chúng ta sẽ dùng lại cái bước 1 này ha. Rồi chúng ta sẽ kẹp miếng bông này, và nếu như chai lớn các chị xịt xịt cho nó ướt cái miếng bông này luôn, còn các chị đang dùng bọn nhỏ chúng ta nhớ chừa lại một ít nha, chứ chúng ta đừng có đổ ra hết nha. Còn chai lớn thì Hồng xài nó tiện hơn, chai lớn sướng hơn. Cho nên là nếu các chị nào mà đã đến tuổi mà mình phải nói là nhan sắc là số 1, sức khỏe là số 1, không nhan sắc bên ngoài nó quyết định cái sự thành công của mình tự tin trong giao tiếp nữa, thì các chị nên mua bộ lớn. Chúng ta cũng vuốt từ dưới lên trên ha, theo chiều của da nha cả nhà. À, Hồng thấy trong Zoom có anh Thiện đang ngồi rất là chăm chú, anh Thiện ghi chép dữ lắm luôn đó. Một ước gì hôm sau mà có anh Thiện lên bill da luôn. Anh Thiện sẵn sàng nam hay nữ gì bill da cũng cần mà anh, tại vì nam cũng cần đẹp vậy phải không? Coi cho hiểu mà. Đôi khi anh học đi, để nữa anh về anh đưa da cho bà xã anh chẳng hạn. Chúng ta vuốt vùng mũi luôn nha mọi người, vuốt hai bên mép mũi luôn. Và nếu như cái bông của chúng ta còn ướt á, thì mọi người vuốt xuống dùng cỏ. Còn nếu như nó hết rồi thì thôi nha. Và các anh chị mà xài cái bộ nhỏ thường là mình sẽ bị thiếu tí. Mà mua cái bông á, thì các anh chị để ý á, là mình có thể dùng cái bông nào cho nó mỏng, thiệt là mỏng á, để cái độ thấm vô đây á nó ít à, chúng ta mới còn cái nước, còn không là nó thấm vô cái bông là nó hết nước luôn á à, cả nhà. Thì cái bước thứ nhất này á, đó là nó giúp cho kích hoạt cái kênh dẫn nước nè, aquaporin, nó giúp cho việc cấp nước đều đặn và trôi chảy nè, làm mềm sừng chết, nó quan trọng ha, làm mềm sừng chết, bình thường hóa chu kỳ thai da nha cả nhà ha. Ok Ngọc. Ok Ngọc. Rồi, chúng ta tiếp tục nha cả nhà. Rồi, chúng ta bước bước này chúng ta không có rửa nha, mà chúng ta tới bước số 2. Bước số 2 này mình sẽ lấy cái hồng, cái chén và cái cây cây cọ. Ok, có cái chén và cây cọ ha mọi người. Rồi, chúng ta lấy cái bước số 2, cái chai số 2 nhé. Chị thủy gì thủy chừng hư móng tay nha chị. Ok rồi, chúng ta cái bước số 2 thì các chị lấy chai số 2, các chị đổ hết ra cái chén luôn nha, đổ hết ra luôn. Còn các chị xài chai lớn giống như Hồng á, thì mình bấm hai cái. Cho miếng nhạc cho nó đỡ đỡ buồn ha. Rồi, chúng ta sẽ đi bước số 2 ha mọi người, và chúng ta đi cũng theo chiều da luôn nha cả nhà. Ta đi chiều chiều da luôn nha. Rồi, chúng ta bắt đầu nha cả nhà. Lấy cái kiếm mình được. Chúng ta đi nhẹ nhàng ha cả nhà, đi nhẹ nhàng. Rồi, chúng ta đi cho đều tay hết đó cả nhà.
Rồi các chị nhớ nhìn đồng hồ canh nha, nếu mà da của mình mà thuộc loại da yếu á thì mình để khoảng 3 phút thôi. Còn các chị nào da chúng ta khỏe á thì chúng ta để khoảng 5 phút. Cả nhà nhớ canh giờ giúp Hồng ha. Ok. Giờ này là 8 giờ 22 phút. Các anh chị nhớ canh giờ. Sau khi thoa các bước này lên á thì bước thứ hai này lên á, các chị mình có cái cảm nhận gì không? Các chị nào có cái cảm nhận thì mình có thể mở mic lên giao lưu với phòng Zoom, mình giúp cho phòng Zoom hiểu hơn về cái cảm, có thể là mọi người chưa có làm á thì mình sẽ có cái cảm xúc và họ sẽ có cảm nhận qua cái lời nói của mình á, cho nên là các chị có thể giao lưu với phòng Zoom. Rồi các chị Dạ giơ em tay. nghe nó rát rát đúng không chị? em 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 nghe nó rát rát cái mặt đúng không chị? Đúng rồi, nó hơi rần Dạ em bill lần thứ ba, hôm nay là em bill lần thứ ba rồi, em cũng mới theo Fusion này chị. Em bill lần thứ ba rồi và em thấy hấp dẫn quá, tại vì em bị nám hai bên cái gò má với là da em bị khô á, nên em ha. thấy trong nhóm mình ai da cũng đẹp hết trơn à. Em ơi quá à. Em ơi quá à. Để em ráng mấy chị chỉ cho em sao mà da em đẹp giống như chị. Trời ơi, em nãy giờ em nhìn chị hoài luôn á, da chị đẹp quá à. Anh nói nghe nè, em tên gì vậy? Tại vì chị thấy Em trên Zoom chỉ có số số cái mặt mã Zoom dạ đúng đúng rồi, em tên Hồng, em quên đổi mật mã Zoom lại, Zoom buổi sáng á em quên đổi lại đó chị, em cũng tên Hồng giống như chị luôn. ok, hồng mà áo hồng luôn á. Dạ. Mình chăm da đều đặn á, thì mình phải cho da mình cái thời gian á, nó phải có thời gian để nó chữa lành lại. Tại vì thứ nhất á, là do lâu rồi mình không có bảo dưỡng cái da mình, mà bây giờ á, là mình bắt đầu mình bảo dưỡng, cho nên mình phải cho thời gian đó. Thì trước đây thì chị Hồng cũng bị giống y như Hồng hiện tại vậy đó, da rất là khô và mình bị nám, giống như là nám nám mảng vậy đó, nám Dạ dạ đen, đúng rồi. Này này nó không em đều mới để màu thôi. á, nó Dạ không đúng đều rồi. màu luôn. Và Hồng, cái vết nám bên đây nó rất là nhiều nhiều lắm, đen luôn á. Mình sử dụng thời gian này nó mới hết đó, chứ còn mà lúc trước đây là nám ở bên đây đen, mình quay video á là thấy rõ cái vết nám luôn, em cho em nên cũng là thấy rõ mà, tại vì xài cái điện thoại này cái nó cà dạng mạnh như nó sạch, nó cà quá đó chị, chứ quá nhìn ở bên ngoài là nó rõ lắm ok. Nhưng mà thật ra nếu mà mình sử dụng điện thoại á, mình cảm giác á, là mình bị những cái ảo giác á, mình nhìn thấy dạ. mình xinh đẹp cái mình quên chăm đi, nhưng mà khi mà mình tiếp xúc thật bên ngoài á thì cái da của mình nó phản ánh cái da của mình thật á, thì lúc đó nó sẽ dễ mất lòng tin đó. Mất lòng tin của khách hàng đó. Cho nên là mình nói là trước sau nó cũng phải giống như nhau không? Trên cam hay là ở ngoài á, thí dụ như nó cũng phải là từ 8 cho tới 10, chứ còn mà trên ở ngoài da có 5 mà lên cam mà được 10 á, thì mọi người sẽ dễ bị đổ vỡ niềm tin của khách hàng lắm, cho nên là mình phải cố gắng bảo dưỡng da nha. Và thậm chí là các anh chị muốn kinh doanh về thực phẩm chức năng, những sản phẩm bảo vệ sức khỏe bên trong cũng vậy nữa, thì bên trong các anh chị chứng minh bằng cách nào để cho người ta thấy là các anh chị khỏe? Chỉ có chứng minh bằng cách là bên trong các anh chị khỏe, là bên ngoài sắc diện bên ngoài nó thể hiện, đúng không? Đó, cho nên là mình phải chăm sóc bên ngoài chứ. Ok. Cái bước này á, thì nó hơi rát da, là tại vì bắt đầu cái bước số 2 này á, là khi mà nó đưa lên da của mình á, nó có tính năng là nó là lắp tiết axit lắp tiết á, nó loại bỏ sắc tố và tế bào chết và nó cấp ẩm cho da, cho nên là mình sẽ có cảm giác là axit lắc tiết, mà cho nên là axit lên đó thì nó cũng hơi hơi nó tăng tăng cái da mình tí xíu. Các chị coi để ý, hình như là tới giờ rồi ha. Rồi chúng ta bước sang cái bước số 3, chúng ta không có lao nha cả nhà, không có lao lại nha, chúng ta tiếp bước số 3 luôn. Cái bước số Bước số 3 3 này thì các chị bắt đầu mình cũng cho ra chén nè.
Ôi, xưa bà chơi cái chén hồi nãy có rửa không chị? Không, để nguyên nó luôn chị. Em mới rửa. Mình tới cái bước số 3 mình mới rửa. Bước số 3 mình mới rửa. Rồi, các chị cũng lấy hết cái hũ số 3 ha. Chúng ta lấy ra hết luôn. Chúng ta để ra chén. Rồi xong rồi chúng ta nhỏ vào đó vài giọt nước để cho nó hòa tan. Sau đó các anh chị dùng tay, các chị dùng tay á, mình thoa cái hỗn hợp đó lên da của mình. Và nhớ đánh cho cái hỗn hợp giữa cái bước số 3 này, cái chai số 3 này và nước á, cho nó hòa tan. Xong rồi chúng ta hãy đưa lên da nha. Rồi các chị, mình sẽ hòa tan cái hỗn hợp giữa nước với lại cái chai số 3 này, Buster Bill. Nó có tên là Reactivator. Reactivator này là bước số 3 nha. Chị Thủy đổ ra hết trong chén luôn chị Thủy, rồi nhỏ vô giùm em, giúp em 2 giọt nước hoặc là 2-3 giọt vậy đó chị. Rồi bắt đầu chúng ta thoa lên da nha. Hay dùng tay của mình thoa lên, hoặc là các anh chị này, các chị dùng cọ cũng được. Và đặc biệt nhất á, là cái vùng nào mà da chúng ta đang tối màu á, thì các chị massage cái vùng đó tí xíu. Hồng chưa có mở được mắt nữa rồi. Ai mẹ chị đang... chị Hồng ơi, chị cho em hỏi là khi mà mình sử dụng cái bộ này á chị, thì tại vì em cũng chưa có mua đủ á chị, thì chị hướng dẫn cho em khi mà mình build xong thì mình sử dụng thêm cái chai nào nữa để cho nó có hiệu quả nhanh hơn á chị. À, một lát chị sẽ nói cái chai đó cho Hồng ha. Ủa dạ, vậy dạ. Là Hồng chưa có mua đủ, mình mới có mua bộ build nhỏ thôi phải không? Dạ em mua độ bill nhỏ, em mua hai cái hai chai này. Rồi Hồng có hai chai này chống nắng chưa? Dạ có, em mua loại chống nắng 99 á. Ok. Người đầu tư có mình nhan sắc. Nên sự... Người đầu tư cho nhan sắc thì chắc chắn sẽ có nhan sắc. Cái tại vì em đang em đang muốn hỏi là để mình sử dụng thêm cái gì nữa để cho nó có hiệu quả hơn á chị, để em mua em đặt á chị. Rồi ok, cái xe Hồng sẽ nói. Em trông lắm, em trông tới thứ bảy lên để em hỏi, em gặp mấy chị, em khoái ghê vậy. Thật ra chị nào mà cam kết đó, tuần nào mình cũng vào Zoom hết như vậy nè. Dù cho bận diễn vậy mình sắp xếp giờ khác, còn cái giờ này là phải lên Zoom. Như vậy thì cơ hội để mình gì, mình không có lười. Mình bớt cái lười đi phải không? Đa phần mình về mình tự chăm là mình rất là lười. Mình biện hộ là thôi tôi bận lắm, rồi xong rồi thời gian tôi cũng có, rồi sao tôi làm được, rồi xong rồi làm này lâu lắm, mất thời gian lắm. Nhưng mà nếu mà các anh chị học được cái kỹ năng build này nè, và các anh chị chịu đầu tư nữa nha, chúng ta mua một cái bộ lớn về, hoặc là chúng ta mua một lần combo 6 bộ, chúng ta được những cái quà tặng đó. Thì các anh chị thấy được là quà tặng này các anh chị đem build da cho khách hàng. Và nãy giờ giống như Hồng với các chị trong Zoom này, là mình có cái việc gì mọi người biết không? Tương tác. Khi mình ngồi mình nói chuyện với khách và mình build da cho khách, và mình đang chăm chút cái làn da cho họ, thì lúc đó mình sẽ tiếp chuyện với họ. Hỏi coi công việc ở đâu, công việc như thế nào nè, nhà ở đâu nè. Các chị nhớ là đừng có để cho nó vô mắt của mình nha. Cái bước này không có bị vô mắt. Cho nên lấy cái bông lao lại cho nó sạch nha 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 Hồng. Thì khi mà mình chăm da cho khách vậy đó, mình chăm chút cái làn da của họ, thì mình cũng sẽ có thể tiếp chuyện với họ. Và mình có thể trao đổi với họ về việc kinh doanh tại Ruby. Rồi mình có thể nói về những cái loại sản phẩm khác. Ví dụ như ngoài xe phun xì ra, mình nói bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba. Rồi sau đó là mình nói về cái này xong, rồi mình có thể nói về cuộc sống, nói về ước mơ của mình, để có thể giúp cho người ta ra quyết định kinh doanh cùng với mình. Rồi khi mà mình chăm người ta thì người ta mới có cơ hội người ta tiếp xúc với mình, và người ta mới chịu ngồi lại để nghe mình nói. Đó là cái mà ngày hôm nay Hồng thấy được là mình đi theo cái hướng này thì rất là hiệu quả luôn.
Và hồi sáng này có ai có trong Zoom đó, có học được cái bí quyết bán hàng của chị Minh Hiếu không? Mọi người nhớ không? Có nghĩa là muốn bán hàng ít thì phải nói hàng nhiều. Có nghĩa là gì? Muốn bán được bộ nhỏ thì phải nói với khách hàng về bộ lớn. Nhớ không mọi người? Muốn bán được một bộ bill nhỏ thì chúng ta phải nói về 6 bộ bill. Nó là một cái lộ trình 6 lần, 6 lần bill. Như vậy thì combo 6 lần và những cái quà tặng nữa. Như vậy thì khi mà khách người ta, ví dụ như người ta trả giá lại đi thì vẫn còn rớt lại, vẫn còn được một cái đơn nhỏ. Còn nếu như các chị nói bộ nhỏ thì người ta không mua luôn, coi như các anh chị không chốt được đơn. Như vậy thì muốn chốt được đơn là phải bán bộ lớn. Nói về bộ lớn nhưng mà khách họ sẽ ra quyết định mua bộ nhỏ. Có những người họ sẽ đồng ý mua bộ lớn luôn là khi nào kinh tế họ có đầy đủ và họ thật sự đang rất là cần sản phẩm này thì họ sẽ xuống tiền rất là nhanh. Còn những người mà họ đang lưỡng lự thì đa phần người ta sẽ thử, người ta sẽ nhấp nhá, người ta thử. Như vậy mình nói về bộ lớn mình sẽ chốt được bộ nhỏ. Đó là cái bí quyết mà hồi sáng này Hồng học được đó nha. Cho nên là cả nhà cũng nên lấy cái kiến thức này để mà mình có thể đi tư vấn khách hàng. Trong mọi trường hợp mình đều áp dụng được hết đó cả nhà. Rồi cái bước này cả nhà sẽ chờ ha. Các anh chị trong Zoom cũng sẽ quan sát các chị đang ngồi build ha. Mình sẽ chờ cho cái quá trình sủi bọt ở trong cái da, trên cái da của mình nó trắng lên. Rồi mình mới rửa lại. Và trong lúc này các chị có thể đi thay cái thau nước của mình đi, hoặc là mình dùng lại cái thau nước hồi nãy rồi một tí mình thay cũng được. Nhưng mà tốt nhất là nên đi thay cái nước mới. Hồng cũng sẽ tranh thủ đi thay cái nước luôn. Và trước khi mình đi thay cái nước á, thì Hồng cũng nói với mọi người luôn, đây là cái bước mà hồi phục môi trường sinh lý da cho cái da mình nó khỏe mạnh hơn. Và đây là cái bước quan trọng đó. Nó loại bỏ được cái độc tính kim loại nặng và hiệu quả chống oxy hóa. Mọi người biết là kim loại nặng đôi khi nó thẩm thấu vào trong da của mình, thì đây là cái bước mà những cái bọt này nó có thể hút dưới da của mình lên luôn đó cả nhà. Các anh chị nào đang ngồi trong Zoom ha, mà mình đang trắng, cái mặt mình trắng lên rồi đó, có thể mở mic lên giao lưu với cả nhà ha. Hồng cũng tranh thủ đi thay cái thau nước, nhìn chị giao lưu ha, mình chia sẻ một tí xíu cảm xúc của mình để nói cho mọi người biết được cái cảm giác của mình nè, rồi có da mình nó có tăng tăng hay không, rồi mình có thấy nhột nhột ngứa ngứa hay không. Mọi người có thể giao lưu nha. Rồi mời chị Thảo. Ra cái bước thứ ba này da chị nó bị riu riu ấy, tức là nó giống như có cái gì nó ở da mặt ấy, hoặc lăn tăn lăn tăn lăn tăn, mà thích lắm, cảm giác nó rất phê đấy. Ủa cái trắng là cái gì vậy chị Hồng? Em bỏ hết bước rồi. Cái trắng là cái gì? Em tới cái số 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 3 rồi, tới cái gì nữa vậy? Ai hỏi Hồng vậy? Em thanh thanh rồi. Em thấy tới cái bước số 3 là cái miếng trắng là cái gì á? Sao em không có ta? Đâu? Thanh đâu? Thanh giơ tay lên nghe Thanh. Đây 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 em đây. Ôi trời. Em làm tới cái bước số 3 rồi, nhưng mà Trời, thấy cái cô miếng giáo trắng trắng Thanh. là cái gì? Để ép Thanh lên spotlight lên luôn. Không, em không có đồ nghề đây nhiều, nhưng mà ý là em thấy em xuất cái em số 3 rồi đó. Rồi tới cái gì Ừ, nữa? bước số 3 là em chờ cho nó cái da mình nó sủi bọt lên. Rồi đâu thấy sửa gì đâu ta? Là bị làm sai. Hồi nãy em có bước số 3 nè, em để ra Tại chén, em có để nước vô chị không có để nước chứ không phải không? sai. Có để nhưng mà để ít. Để ít phải rồi. Không, để ít mà đâu có để nhiều. 3 giọt là Em được mà. thì 3 giọt á, mình sẽ tính Ừ, ra. 3 giọt là nó nổi thế này. Nó lăn tăn lăn Nó tăn sẽ có đi. nhiều trường hợp như vậy nè Thanh, đôi khi cái da mình nó cũng bị bít tắc đó, nó cũng không có biểu hiện gì À, em đâu. thấy như chị Thảo là nó quá trời luôn mà em không thấy gì. Chị Hải nè, chị À, Hải cũng nhóc cái chân nè, nhiều lắm nè. chị Hà Em cũng Thanh ít ơi, đây có phải lần đầu tiên chị piu không ạ? Lần đầu tiên luôn. Là lần đầu đầu tiên. nhiều người lần đầu tiên đang piu ấy thì da nó kiểu như là nó đang có nhiều cái chất độc ở trên da, mà lần này nó cần thải độc ra chị thì nó sẽ không sủi À. bọt nhiều. Những cái lần mà em đi đường bụi bẩn rất là nhiều
thì cái da của em cũng thế, nó không sủi bọt được nhiều đâu. Đấy cũng là một cái lý do, có thể là do chị không sủi bọt. Cái thứ hai là có những người mà da bị thiếu nước ấy, thì thêm 1-2 giọt nước vào, như chị thêm rồi thì chắc không phải trường hợp đấy. Còn em thấy là có trường hợp của em là da mấy hôm đi bị bẩn quá mà nó chưa kịp. Em nghĩ là lần thứ hai, lần thứ ba chị view là nó sẽ sủi bọt lên thôi. Như chị cái này là nó bị rất nhiều, chẳng bị nhẹ như lắm rồi. Hôm nay bất ngờ nhỉ, mình có mentor Hà Thanh nữa, em có cái Phạm Tùng nữa. Chị Hải, em có thể mở mic chia sẻ một xíu không chị? Đang có một Hải chiếc chưa? Vào muộn quá. Chị đây, hôm nay chị peel cái bộ nhỏ đấy, peel bộ nhỏ thì dốc hết ra mà thấy nó rủi bọt ghê gớm quá, nhưng mà thấy phê lắm cả nhà. Phê lắm. Em chưa thấy phê, phê chắc là lần sau mới phê. Lần sau rút kinh nghiệm bỏ thêm nước thôi ta. Ừ. Bỏ một ít nước vào xong đánh đều lên rồi thoa lên mặt đấy. Thì thấy là nó... Tham nhớ chụp hình da lại nha, Tha. Dạ. Nó mới nổi nám này chị. Mới bị nám nay một tuần á, tự nhiên nó sùi lên hai cục nám này. Thuận là bữa hổm đi ra Đà Nẵng là chị bill cho Thuận về phê quá. Em thấy chị quay lên đó, em mới đặt về nè. Ok, cả nhà nhớ rửa cái chén luôn nha. Các chị nhớ rửa cái chén luôn nha. Và mình lau cái chén này cho nó khô luôn nha. Mình lau cho khô luôn. Thì giờ tí xíu nữa mình sẽ tới bước thứ tư á, là mình sẽ dùng cái chén này để mình hoa dưỡng chất lên, cho nên là cái chén nó phải sạch. Rồi. Các chị nào đang sủi bọt mình thấy nó hết trên da rồi đó, các chị có thể là dùng bông đó, mình lau da của mình đi. Anh lấy bông lau đi. Ồ, cái bà của chị Ngọc sủi đã ghê không? Thêm ít ghê chị Ngọc ơi. Hải thế kìa, của chị Hải nhìn thấy phê hết sức luôn kìa. Hồi nãy em cứ tưởng là em bỏ qua cái bước nào, không biết là có đắp cái gì lên, cái mặt nạ cái gì lên không, thì ra là nó sủi bọt. Lắm không, là cái chị đó. Tự nhiên hỏi cái chị cũng giật mình, chị không biết là em bị mít cái bộ chỗ nào. Em cũng ngồi em nghe mà. Nhiều khi mình làm đúng động, làm đúng các bước, nhưng mà cái thao tác của mình, ví dụ như cái cọ phải 4-5 độ thì mình lại làm theo kiểu khác, thành ra kết quả nó khác đó chị. Như chị Vũ Hải là quá là chuyên gia rồi, tuần nào cũng lên peel, cho nên là lần nào lên là da mặt cũng sủi bọt như thế. Chị nào feedback thế, vậy là em mời chị tuần nào cũng vô Zoom hết nha. Vậy là giờ mình sẽ trở thành chuyên gia thôi. Biết sao sủi bọt không? Sao chị? Có bị sủi bọt. Có biết sao không? Cái da của mình mà nó bị bít nên nó không có sủi bọt nữa. Nó sạch. Có không? Nó phải sạch. Đúng rồi. Tại bữa hổm chị có thử nghiệm một lần, cái chị sức lotion vô á, cái chị rửa mặt mà hình như là chị rửa lại không kỹ hay sao á, cái là trước á, cái chị thấy hình như cái bill da chị nó cũng bị bít đi gan vậy đó. Chị để ý. Đúng rồi, bước 3 là rửa lại nha Phong. À, Hồng thấy là bạn Long nè, ở Bạc Liêu nè, bạn nói Bill có video hướng dẫn không? Có nha, có video hướng dẫn luôn. Nhưng mà nếu như mà bạn có luôn cái bộ này mà bạn ngồi làm luôn á, thì bạn sẽ nhớ rất là kỹ. Và trên Zoom này là hướng dẫn rất là chậm chạp luôn đó, mà mình thắc mắc cái gì là mình được hỏi ngay. Còn các bạn xem lại video á, các bạn không có hỏi ai được hết á. Và video, đôi khi cái video nó rất là nhanh đó. Cho nên là tốt nhất là mình vào Zoom cùng làm với mọi người, mỗi tuần gì đều có nè. Cho nên là mình nên vào cùng với mọi người á, là mình sẽ được học kiến thức, rồi mình sẽ làm cùng với mọi người luôn, là mình sẽ nhớ rất là dai và nhớ rất là kỹ, và mình thấy cái da của mình nó có biểu hiện gì đó mình cũng có thể hỏi luôn nữa. Là đó là cái bước mà các chị có thể là yên tâm hơn đó ha. Bạn gì đó, nãy bạn gì đó, bạn Long nè.
Trời ơi, không coi video nhiều lắm đó, nhưng mà mình làm được đó, mình vô Zoom mình mới làm được đó. Hồng tìm video, Hồng tự build ra đó, nhưng mà không có làm được. Vô Zoom nó mới sáng suốt vậy nè. Giờ nó đặt cái bọt đúng không? Ờ, mặt của chị Thu kìa, bọt sướng luôn kìa. Khi mà da mặt mình nó thông thoáng rồi á, thì cái quá trình sủa bọt á nó mới nhiều. Được rồi, Hồng đi Đà Nẵng về cũng da của mình nó bị bít tắc. Được rồi, đi Đà Nẵng. Chị Thủy ơi, chị Thủy lúc nãy có hỏi gì ạ? Khi mà nó bắt đầu cái bọt nó bắt đầu nổ rồi thì mình làm sạch đi chị Nhật, mình đừng có để cho nó, mình lau đi ạ. Có Thanh á, có gửi video hướng dẫn rồi đó Long ơi. Ok các chị, mình làm sạch xong rồi mình bắt đầu tiếp tục nha cả nhà. Mình lại dùng cái bông của mình ha. Cả nhà nhớ cái bước này nha, cái bước này là lúc trước Hồng hay quên lắm nè. Nhưng mà nhờ quên á bị được nhắc hoài cho nên giờ mình nhớ nè, các anh chị dùng cái bông ha. Và trở lại cái chai số 1 hồi nãy đó, mình còn chút xíu đó. Cả nhà nhớ không? Cái chai số 1 nãy mình Hồng nói là còn chừa lại một chút đó. Thì mọi người sẽ lấy cái ngón tay của mình để lên đây, mình lấy cái ít này để mình lau y như là bước số 1 luôn. Đó, các chị nào đang có chai số 1 đó thì dùng cái này để mình lau lại nè. Đó, hồi nãy Hồng chừa là kêu chừa lại, nói mọi người chừa lại tí xíu là lý do như vậy nè. Rồi, chúng ta sẽ lau trên da của mình ha. Kéo từ dưới lên. Nhẹ thôi nha mọi người, đừng có chà sát da quá nha cả nhà. Da mình nó mới vừa được cái bước thứ ba. Cái bước thứ ba là có nghĩa là nó làm sạch sâu, nó loại bỏ kim loại nặng trên da của mình. Cho nên là da của mình nó đang rất là mềm mại. Cho nên là mình chỉ lướt nhẹ trên da thôi, chứ mình không có chà sát. Anh nhớ chụp hình lại nha, mai mốt đẹp rồi nhớ trả tiền công. Mốt là đẹp và trả tiền công. Đấy, mình có dịp mình đi qua Đồng Nai mời mình ăn bún là được rồi. Hello, sẵn sàng chị không? Nhớ nha, chị nói chị nhớ. Rồi, mình tiếp tục tới bước thứ tư nha cả nhà. Rồi, mình dùng cái chén này các chị. Còn các chị không dùng chén thì mình dùng trực tiếp trên da cũng được nữa. À, bước thứ tư thì mình cái chai này nó khá lỏng ha. Cái chai Ambo, và cái Ambo này nó sẽ loại bỏ melanasom. Nó loại bỏ và ngăn ngừa hình thành cái melanin. Cái melanin là nó làm cho da của mình nó bị nám á. Thì cái đó nó là cái chất để nó tiết ra, cái da mình nó tiết ra để mà nó chống lại cái tia cực tím của ánh nắng. Cho nên là mình thấy da mình tiết ra thì đồng thời nó sạm màu đó. Thì cái này nó sẽ ức chế cái melanin đó, nó sẽ giúp cho da mình sáng màu lên nha cả nhà. Đó. Nếu các chị nào mà không quen á, thì mình dùng cọ, mình dùng cái chén này. Còn không á, là mình có thể... gần đây thì Hồng cũng học Bích Phương. Cho nên là mình đưa lên da luôn. Đó mọi người nè, đưa lên da. Rồi mình lấy tay mình chét cũng được. Hoặc không thì các chị để vào chén, thì các chị dùng cái cây cọ cũng được ha. Hồng vàng. Cái số 4 hả chị Hồng? Cái đó số 4 hả? Số 4 hả chị? Số 4, bước số 4 nha. Bước số 4 là chai số 4. Là mình lấy cái chai mình lau xong rồi mình để đúng không chị? Sao chị Nguyễn, chị Sống Nguyễn? Nghĩa là mình mãi mình lại dùng cái chai số 1 này để mình lau lại. Rồi luôn không lau nước này đúng không? Dạ không có lau nước mà chị. Bước số 1 mình lau lại rồi xong rồi mình tới bước số 4 luôn chứ không có lau nước nữa. Còn các chị nào không được thì mình sẽ dùng chén nha. Em sẽ dùng hai cách luôn cho các chị. Các chị nào tiện dùng cái gì thì dùng. Đây là em dùng chén. Chén thì nó hơi lỏng tí xíu.
Thật ra thì da của Hồng ngồi, mình cũng ngồi trong phòng máy lạnh đó cả nhà, cho nên da nó cũng khô á. Cái bước này các chị nào có, mình có cái bút điện di á, thì mình xài cái bút điện di nha. Cái bút điện di nó sẽ giúp cho cái dung dịch này nó thẩm thấu nhanh vào trong da của mình á, rất là nhanh. Và tại vì cái độ rung của nó, bút điện di nha các nhà. Và bút điện di thì Cell Fusion C tặng, chứ ở đó cái đó mình không có mua, trên thị trường cũng không có nữa. Mà Hồng cũng được may mắn là mình cũng được tặng một cây. Thì chừng nào mình có cái chương trình đó là chị? Cái đó chắc phải hỏi bên BDB. Anh ơi, chừng nào mình mới có được cái chương trình tặng bút điện di kìa anh ơi. Hiện tại vẫn chưa có thông tin bút điện di về chị ạ. Lúc nào có thì thông báo ngay. Đó, bút điện di nè ha. Và các cái bút điện di này chị giá 1,2 triệu đó mọi người. Và Hồng cũng được may mắn mình sở hữu. Các chị nào đang có thì mình cứ tận dụng ha. Còn nếu các chị có thể lên kệ Ruby của mình á, mình mua cái cây nào nó có cái độ rung á, mình cũng có thể áp dụng được. Thì cái cây này mình sẽ sử dụng bằng cách là mình chạm ở dưới nè. Mà ở trên này, đây là nó cũng cảm ứng, nó có pin nhưng mà nó cũng cảm ứng đó mọi người. Khi mà dòng điện nó đi qua như thế này thì nó sẽ tự rung, và mình lướt nhẹ trên làn da của mình thì nó sẽ tăng cái độ thẩm thấu hơn. Còn nếu các chị nào mà mình không có cái bút này á, thì mình sẽ làm cái bước để Hồng gơ cái bút điện di này cho mọi người thấy cái đi, rồi mình sẽ làm thêm cái bước, cái cách mà không có bút điện di nha. Đây, mình sẽ lướt trên da, lướt trên mũi và lướt trên nhân trung của mình và dưới cằm. Mình đi hết tất cả các vị trí trên da mình luôn. Và nếu như các chị không có cái bút điện di này thì các chị có thể làm theo. Và bằng cách là mình đẩy cái tay mình trên này nè, để cho nó căng da. Chị ra. Ơi, cho em hỏi là cái lọ số 4 này là làm thế nào nữa? Đấy, lọ số 4 đấy, mình để vô chén. Hoặc không là mình sẽ đưa trực tiếp lên da. Mình dùng tay mình xoa, hoặc không là lấy cọ thì mình cọ mình lướt nhẹ trên da. Rồi sau đó mình dùng bút điện di, hoặc là mình làm giống như Hồng như vậy. Nếu mình không có bút thì mình sẽ căng cái vùng này ra để cho nó tăng cái độ thẩm thấu nhanh vào da của mình hơn. Mình vỗ gì được không chị? Cũng được, ok. Sao bước này là Hồng thấy sao rồi? Dạ em cảm thấy là cái da giờ nó mềm ra đó chị. Ok. Sau cái bước thứ ba là da mình cải thiện, mình thấy rất là rõ. Thứ nhất là nó mềm hơn, nó mịn hơn, nó mát hơn ha. Nhưng mà cái bước này là các chị nhớ ha, mình thoa trên da mình chỉ thoa qua thôi chứ đừng có chà sát quá. Tại da mình mới vừa peel xong á, mình tránh cái tác động mạnh lên da á. Mình chỉ ví dụ như Hồng vỗ như thế này thì ok, nhưng mà mình đừng có chà giống như mình tha kem thì không nên. Cái bước đó mình chà sát da thì không nên. Thanh có góp ý gì thêm không? Thanh có hỗ trợ gì thêm không? Chị thấy mở mic. Em chỉ đang muốn hỏi cảm nhận của các chị khi đang sử dụng như nào thôi. Chị Hồng Cúc mình đang cảm thấy như nào hả chị? Chị rất là thích cái cảm giác là cái da mình nó đã qua 3 bước rồi. Bước thứ đầu là mình làm mềm da ha. Bước thứ hai là mình build da cho cái da nó lấy đi những cái bước ẩn mụn nám, những cái nám ẩn ở trong da, rồi những cái bã nhơ ở trong da nó làm cho sáng da. Rồi cái bước thứ ba là nó lấy đi những cái bụi ẩn thiểm nâng và nó làm sạch sâu, nó làm thông thoáng cái lỗ chân lông của mình. Thì yeah. Qua cái bước thứ tư á thì cái ẩm bao này nó là một cái tinh chất, thì chị khi build lên thì nó làm cái da mình căng bóng mượt, và nó sẽ từ cái nó sẽ lấy đi những cái melanin, nó làm đều màu da. Thì cái cảm giác cái ra qua ba bước rồi, cái cảm giác cái bước thứ tư á
là nó làm cho cái da mình nó sáng lên, và nó cái cảm giác chị thấy nó như là nó mềm cái da mình đi, nó mềm cái da mình đi và cái da nó căng. Và khi mà chị bước cái chị bôi lên như vậy á, chị cảm thấy là cái da mình nó giống như là nó kích thích, mà nó có cái cảm giác là nó căng căng á, nó căng căng cái da mình nó vậy á. Và khi mà cái bước thứ tư này xong này rồi nè, là khi mà đắp mặt nạ xong mà qua cái bước ngày mai á, tự nhiên cái mình rất thích cái da của mình, nó mềm và nó sáng. Nên là cái khi mà mọi người đi cái bước số 4 này xong nha, mọi người có cái bill hoặc là cái cây này nè, cái đa cây điện di này, thì khi cái bước sóng nó lên vào, cái khi mà một cái bước sóng mà mình để lên mặt mình, nó tới 200 bước sóng để nó thẩm thấu cái hoạt chất bao này nó vào sâu trong da, nó làm cho cái da mình căng bụng. Nên là chị rất rất là thích cái bill này. Đã, em cảm ơn chị Hồng Cúc chia sẻ. Em cũng kiểu như là cái bút điện di không phải là chỉ dùng ở mỗi bước 4 của Pew đâu ạ, mà hàng ngày khi mà em sử dụng Ampoule em cũng cũng dùng cái bút đấy luôn. Sau đấy thì dùng sang Intensive Lotion. Từ khi dùng theo cái kiểu đấy là thấy da mình căng bóng mà nó đủ ẩm hơn rất nhiều luôn ấy ạ. Nên là chị nào mà mình đang có cái bút điện di đấy thì mình hãy tận dụng để phát huy hết hiệu quả của em ý nha. Em nhường lại mic cho chị Hồng nha, chị Huỳnh Hồng nha chị ơi. Ok, Thanh tí xíu mình có thể nói với bạn Hồng á, về cái da của bạn Hồng bị sự cố vậy đó, thì mình có thể dùng thêm cái gì á ngoài những cái sản phẩm bác sĩ ra vừa mới vào Zoom rồi đấy ạ. Tí nữa thì trong cái phần mình đắp mặt nạ thì sẽ có bác sĩ sẽ hỗ trợ mình giải đáp những câu hỏi ạ. Và em có một thông tin là đến cuối giờ mình sẽ có một cái mini game, là sẽ có 3 phần quà dành cho 3 câu chuyện hay nhất khi mà các anh chị mình chia sẻ về cái cảm nhận bản thân mình sử dụng sản phẩm hoặc là cảm nhận của khách hàng của mình ạ. Rồi ạ, em nhường lại mic cho chị Hồng ạ. Ok, cảm ơn Thanh nha. Rồi, đây là cái bước thứ bước tiếp theo, đó là chúng ta bắt đầu dưỡng và đắp mặt nạ. Trong quá trình đắp mặt nạ thì các chị có quá trình mình có hỏi hay là mình có nhu cầu gì để mà giải đáp cho chính làn da của mình á, các chị có thể bật mic hoặc là mình sẽ nhắn tin vào trong cái phần khung chat á, để bác sĩ Quyền có thể trả lời cho chúng ta ha. Rồi đây là bước tiếp theo. Thì các chị nào có cái gói nhỏ, mình sẽ dùng cái gói nhỏ ha. Thì nếu như các chị dùng cái hũ lớn, các chị nào bộ lớn, mua bộ lớn á, thì lúc mà Hồng mua thì được tặng thêm một hũ này. Thì mình sẽ lấy một ít ha. Mình sẽ lấy khoảng 5 ml thôi, 5 ml thôi. Và để cho nó tăng cái độ trắng lên á, thì mọi người có thể lấy cái bước số 4 này nè. Mình nhỏ thêm cái bước số 4 này vô. Mình nhỏ chừng 2-3 giọt thôi nha cả nhà. Rồi, sau đó mình trộn đều. Cái này, cái hũ này thì ở đây Hồng xài hũ lớn, nhưng mà các chị mua là các chị mua cái bộ bill nhỏ là có tặng thêm cái bộ kit đó, có cái gói đó, các chị có thể lấy cái gói đó ra. Quá trời gói rồi đó. Cái gói nào chị hả? Đúng rồi, nó có giống cái hình giống cái hũ của Hồng luôn nè. Rồi mọi người để vô cái chén ha, rồi xong rồi mình lấy cái chai thứ tư hồi nãy, nếu mà còn các chị có thể nhỏ vô coi coi chai mình còn không hồi nãy. Quên kêu mọi người chừa lại tí, còn không thì mình cứ thoa lên cũng được, nếu mà mình còn thì mình thoa lên. Mình chị Hồng ơi, có trừ bé 12 không? Có chị, bé 12 à? Nếu mà chị muốn dùng luôn cũng được nữa, lên da luôn cũng được nữa, nhưng mà lát mình có đắp mặt nạ nữa đó, dùng hai loại cũng được rồi. Rồi ok nha, mình thoa lên da nha cả nhà. Mình thoa nhẹ thôi, mình một lớp mỏng thôi, tại vì mình sẽ có cái bước mình đắp mặt nạ nữa. Một điều mà Hồng lưu ý cả nhà đó là trước đây mình không biết á, cho nên là mình đôi khi mình đắp mặt nạ xong cái mình ngủ qua đêm á các chị. Nhưng mà mình nhớ là mình đắp mặt nạ xong là khoảng nửa tiếng
20 phút đến nửa tiếng là mình nên gỡ ra, chứ mình không có đắp qua đêm nha. Tại vì khi mà mình đắp qua đêm, những dưỡng chất đó, nó sẽ hút ngược lại vô cái mặt, da của chúng ta nó sẽ bị khô. Cho nên là các chị đắp là nhớ đắp mặt nạ là chúng ta đắp khoảng 20 đến 30 phút là chúng ta gỡ ra. Và khi mà là các anh chị làm bước này buổi tối á, thì đây cũng là cái dưỡng chất, và đắp mặt nạ xong là các chị đi ngủ luôn cũng được nữa, không cần phải rửa lại nha. Chúng ta dưỡng chất nó còn trên da cho nên chúng ta không cần phải rửa lại nha các chị. Rửa lại nó rất là ổn ha, dưỡng chất trên da nó còn. Nhưng mà cái mặt nạ là chúng ta phải gỡ ra, chúng ta không có để luôn. Chị ơi, bước số 4 này có phải rửa lại không chị? Không không không, chỉ có bước số 3 rửa thôi, bước số 4 là mình không có. Tới này là mình đắp mặt nạ luôn rồi đó, mình không có rửa. Các chị có mặt nạ thì mình có thể chuẩn bị ha, tí xíu mình đắp mặt nạ luôn. Các chị thấy thích nhất là bước nào? Trong các bước 1, 2, 3, 4, các chị thích nhất là bước nào? Em thích nhất là bước rửa bọt. Em nghe cái mặt số 3, nó đẹp hơn. 4 là thích nhất, lúc thích nhất 3, 4. Dạ đúng rồi. Bình thường nếu mà mình không có ngồi trên Zoom á, là em thích nhất là bước số 4. Bước này nè. Thế thì này em hơi khác nhất. Mọi người một xíu. Tại nếu mà ngồi trên Zoom á, là em sẽ thích bước số 3. Em ngồi trên Zoom em làm cùng với mọi người là em sẽ thích bước số 3. Nhưng mà nếu mà em làm nhà thì em sẽ thích bước số 4. Là tại vì khi bước này xong, em đắp mặt nạ là em sẽ được đi nằm. Thư giãn, cho nên là em thích nhất là cái bước này, là khi mà em không lên Zoom. Còn bây giờ lên Zoom á, là mình sẽ thích bước số 3 nhất. Ok nha, các chị lấy mặt nạ ha, mình chuẩn bị mặt nạ đi rồi mình đắp lên luôn nha cả nhà. Rồi bắt đầu trên Zoom của chúng ta, các chị nào có hỏi gì thì chúng ta giơ tay lên để chúng ta tương tác ha. Nhờ bác sĩ Quyền hỗ trợ cho chúng ta buổi tối hôm nay nha. Rồi gửi biết lại nha. Các chị có thể chia sẻ thêm, hoặc là mình thắc mắc da mình có biểu hiện gì đó, các chị có thể hỏi luôn bác sĩ ha. Lâu lâu mới được gặp bác sĩ cho nên các chị tranh thủ nha, hỏi hết mình đi. Bác sĩ Quyền rất là giỏi, rất là có nghĩa là bác nghiên cứu rất là kỹ về da, cho nên từng biểu hiện của da này hơn ai hết, bác là cái người nắm rất là kỹ luôn. Ok nha, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Em có thể bác sĩ Quyền mà Zoom rồi, không biết là bác sĩ có đã sẵn sàng để mình lên chưa ạ? Em chào mọi người ạ. Rồi, trong lúc nãy thì em có thấy một số anh chị có một số câu hỏi ạ, để em sẽ đọc lên. Chị Hứa Yến Ngọc có hỏi là peel da đối với da không đều màu, sạm nám thì peel da kết hợp với sản phẩm nào của SEL nữa ạ? Cái bộ peel da của mình là có Clear Training Peel á, thì cái bộ đấy là chuyên là dùng cho là da không đều màu và sạm nám á chị. Thì mình thường kết hợp với cái bộ white của Selvinci Expert đó, cùng với cái bộ peel da đó, là một combo dành cho da không đều màu và sáng da đấy. Bác sĩ ơi, cho em hỏi thêm. Dạ, dạ chị nói. Peel da gì đó là có nghĩa là em cũng thấy da em sáng lên. Lần này lần thứ tư peel vậy. Dạ, dạ. Em cũng thấy da mình nó sáng, nhưng mà giống như là cái bước mình peel, nhưng mà cái giải pháp mà nó bảo vệ cái da nó mới quan trọng, làm sao mà cho mình đừng có tái lại cái không đều màu á. Ví dụ như hàng ngày mình dùng là những cái như sau khi bước làm sạch là lô pH với toner, là em sẽ thường dùng lotion để cho nó cấp ẩm và chống nắng. Cho em hỏi là ví dụ như cái đó là cái buổi sáng khi mình thức dậy á, còn giống như cái buổi trưa đó và nắng nóng á, ví dụ như mình muốn bảo vệ cái da mình cho nó có độ ẩm á,
Nếu nó chống nắng mình sẽ sử dụng cái sản phẩm, ví dụ như ví dụ mình đã sáng mình đã xài gì rồi, mình có cần rửa mặt lại nữa không bác sĩ? Thông thường á, nếu mà sáng chỉ có chống nắng á thì mình nên dùng, buổi trưa chị nên thoa lại á, thì mình dùng lớp tẩy trang, à cái bông tẩy trang á, hoặc là dùng nước tẩy trang á, chị tẩy trang lại xong rồi chị thoa lại thôi. Chứ còn cố gắng là mình tẩy trang cái lớp chống nắng đi thôi, chứ còn cái lớp dưỡng thì mình đâu cần. Lớp dưỡng thì xong đến trưa là nó hấp thu hết vào da thì mà mình đâu có lau đi được nữa. Nhưng mà còn cái bước chống nắng á, tại vì chống nắng nó còn á, thì cái đó là mình bắt buộc phải bỏ đi để mình thoa một lớp mới, tại vì thoa dày quá là thường nó bị tắc. À, có nghĩa là mình phải vừa sử dụng cái nước này thôi bác sĩ, cái nước à, được, đúng, chưa thì dùng, đúng rồi, thì dùng cái lớp pH nó được, thì cái đó là 3 trong 1 thì nó cũng hỗ trợ, là nó tẩy trang luôn cho mình luôn đó. À, khỏi dùng tên N đâu bác sĩ, chỉ dùng lô pH thôi nhất trưa. À, thực ra mình dùng cũng được, không cũng được, thì theo mình thì để tiết không có thời gian thì mình dùng, và không thì thôi, quan trọng nhất là mình làm sạch đi được cái lớp chống nắng á, thì cái động tác là mình dùng cái lớp lô pH là đã ok rồi, sau đó mình thoa một lớp chống nắng nữa. Dạ. Còn nếu như buổi tối trước khi đi ngủ mình phải cũng phải làm sạch da rồi mình thoa đúng cái bộ quay kiểu. Đúng rồi, đúng rồi chị. Mình làm sạch da xong rồi mình thoa bộ quay kiểu. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ. Là em có chiếu lên slide. Mình sẽ có hai combo cho làn da sạm nám, combo dưỡng trắng cơ bản và combo chuyên sâu ạ. Thì cái bộ TA Toning Peel nó thuộc trong cái bộ dưỡng trắng chuyên sâu, bao gồm TA Toning Peel, combo cơ bản, bộ YQ như bác sĩ vừa mới nói, và sẽ có thêm cái Pita Antioxidant nữa. Và mọi người đừng có quên là chúng ta sẽ sử dụng chống nắng ạ. Thì thực ra là sẽ tùy vào cái tình trạng hiện tại của mọi người như nào. Thì các anh chị mình có thể tham gia vào group Gabo hoặc Zalo và gửi cái hình ảnh da mặt mình chụp bằng cam sau, chụp bằng cam thường. Thì bác sĩ và chuyên gia có thể tư vấn kỹ cho từng cái trường hợp của mọi người ạ. À, và cái câu hỏi thứ hai, da của em bị dầu, bị mụn và dễ bị dị ứng thì em có sử dụng được peel không ạ? Ok, cái da dầu mụn thì đương nhiên là dùng một peel, như mình nói là cái peel dành ra cái peel với là động tác peel nó hạn chế cái tình trạng bị tắc á, thì nó sẽ là dành cho tốt cho da dầu mụn. Tuy nhiên là nó có vấn đề dị ứng á, thì mình thông thường các bạn để ý này là cái da dị ứng thì thường nó rất là dễ nhạy cảm với các vấn đề khác, đặc biệt là dị ứng trên da mụn á. Thì nếu các bạn có peel thì cố gắng là peel những cái sản phẩm nó thật là nhẹ thôi, nó không phải thành phần quá mạnh đó. Thì ví dụ cái bộ tờ tia toning peel là mình có thể dùng được, thì toning peel nó tác động rất là nhẹ nhàng thôi, nó không có gây lên đỏ da, ráp da, nên là gần như là với da dị ứng cũng có thể dùng được, và các thành phần trong đó thì hoàn toàn là an toàn. Tuy nhiên là ví dụ như các bạn muốn peel bằng các cái phương pháp nó mạnh hơn một chút đó, ví dụ như peel bằng các cái hoạt chất dành riêng để điều trị mụn như BHA, HA với nồng độ nó cao đó, thì các bạn để ý một chút là vẫn có thể peel được nhé. Tuy nhiên là các bạn phải test là bằng cái gì, là chúng ta sử dụng cái hoạt chất, nhờ cái hoạt chất đó là chúng ta test vào cái phần da phần bên cạnh cái vùng góc hàm này, hoa nhẹ và để xem mà để 24 tiếng coi xem là cái phản ứng da như thế nào. Thì những cái trường hợp da như vậy là nó có thể nó có phản ứng dị ứng, thì tức là nó sẽ đỏ, ban đỏ và nó kéo dài á, hoặc là nó lè lên một chút, thì những cái đó thì mình sẽ không dùng được đó. Còn nếu mà cái phản ứng da nó nhẹ nhàng thì vẫn dùng được. Còn với cái bộ tia toning peel thì gần như là an toàn gần như tất cả các loại da, tại vì là thứ nhất là cái mức độ tổn thương nó rất là ít, cái thứ hai là các thành phần nó rất là an toàn, nên là nó không nó sẽ dùng được cho da dị ứng, đặc biệt là dành trên da mụn. Dạ vâng, có chị Nga Nguyễn, em có thấy chị giơ tay ạ. Chị Nga Nguyễn ơi. Chị Nga Nguyễn có giơ tay và có hỏi là da mình rất nhạy cảm thì có nên peel hàng tuần không? Và bộ peel có acid thì tiêu hàng tuần có nhiều quá cho da không? Mình muốn hỏi cái tình trạng da có chị Nga ở đây không ạ? Mình hỏi trực tiếp chị Nga được không? Chị Nga có ở đây không ạ? À, chị Nga vừa mới bị out ra khỏi Zoom, bây giờ đang tham gia lại vào ạ. Dạ, ok, để mình trả lời thêm. Chị Nga ơi, mình có sẵn sàng để lên nói chuyện trực tiếp với bác sĩ không ạ? Này, em vừa thấy chị Nga vào Zoom rồi. Đúng là mình vừa mới bị out, sorry. Mình có hỏi, mình muốn hỏi là da của mình rất là nhạy cảm, hay là da của mình cực kỳ mỏng luôn ấy. Thì nếu mà mình peel
hàng tuần thì có ok không? Hay là không nên PO hàng tuần? Tại vì tuần trước mình vừa mới PO xong thì mình không có bị dị ứng hay là gì. Nó rất là da rất là tốt, nhưng mà mình không 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 dám chắc là mình nên PO hàng tuần. Mỏng như thế nào? Thứ hai nữa là nó cực kỳ mỏng và nhạy cảm. Tức là mình không sử dụng được mỹ phẩm nào khác hay sao? Hoặc nó dễ bị mẩn đỏ. Mình sử dụng tất cả các sản phẩm đều là cho da nhạy cảm hết. Và nó nếu đều mà đều dùng mà. Đúng rồi, nếu như mà dùng các sản phẩm khác mà nó có nhiều rất là perfume ấy, thì nó rất là dễ bị mẩn cảm ở hai bên vùng này này. Và cái lỗ chân lông cũng to. Nói chung là bây giờ thì không to lắm, nhưng mà nói chung là lỗ chân lông cũng to ở hai bên bên chỗ này, hai bên má ở đây. Trời. Cái da mỏng là mình quan sát thấy thôi đúng không chị? Mình có trên da của mình nó có nổi các cái gân máu, mạch máu lên không? À không, không, không có, không có mạch máu lên. Tức là mình có cảm giác khi mình giờ vô thì cái da của mình cảm giác là nó mỏng hơn thôi thì chứ không phải là đúng rồi, da mình mỏng và rất là mềm. Rồi. Thực ra thì tức là mình hình dung như này, nếu mà nói về da rất nhạy cảm ấy thì không phải là rất nhạy cảm được, tại vì rất nhạy cảm thường gần như là mình đã không sử dụng được mỹ phẩm. Cái thứ hai nữa là nó dễ phản ứng, ví dụ chị ra ngoài thì nắng một chút này, hoặc chị tiếp xúc với cái không khí bẩn một chút là bắt đầu nó ngứa, nó mân man man thì đó là biểu hiện da nhạy cảm. Chứ còn ví dụ như mình vẫn dùng được các sản phẩm dành riêng cho da nhạy cảm và mình dùng hầu hết các cái loại sản phẩm như vậy thì chẳng qua là cái da của mình nó hơi mẫn cảm hơn một chút so với các loại da khác thôi. Cái thứ hai nữa đó là cái việc cảm giác da nó mỏng, cái làn da nó mỏng hay không ấy thì cái biểu hiện rõ nhất nhưng mà làn da mỏng đó là cái phần teo da. Teo da tức là chị bắt đầu thấy rằng là có thể sẽ thấy những cái phần gân máu nổi lên là cũng hai gò má nó rõ nhất. Ở vần mũi có. À, cánh mũi thì thường thường không có, chủ yếu sẽ là hai bên gò má này. Nhưng mà mình này. Có ở đây. Mình có ở đây, sorry. Mình có ở hai bên này là có thấy cái mạch máu nhỏ. Có một chút thôi đúng không chị? Đúng không? Thì thực ra thì mình cũng không phải là đến mức độ là da rất mỏng vậy đâu. Những cái trường hợp mỏng như vậy thông thường là gì? Là ví dụ sau khi người ta dùng các cái thuốc thoa corticoid hoặc kem trộn đó thì sẽ có cái tình trạng như vậy. Chứ còn thông thường da của mình chăm sóc da bình thường tốt mà an toàn, không có sử dụng những kem như vậy thì gần như nó sẽ không có tình trạng như vậy. Chẳng qua là cái bản chất cái da của mình nó hơi nhạy cảm một chút so với da người khác thôi. Đó. Thì thứ hai là với cái bộ Tetoning Peel á, thì như vừa mình nói là cái bộ Tetoning Peel nó rất là nhẹ. Như trước chị một chút, thế nhưng mà xong nó hoàn toàn không có đỏ không rát, và sau đó là gần như chị không thấy da nó bong ra, không thấy cái vảy da nó bong, và chỉ thấy da bắt đầu nó mềm hơn, nó mịn hơn một chút thôi, đúng không ạ? Đó tức là cái phản ứng trên da nó nhẹ lắm, nó gần như là nó không gây ra những cái tình trạng gọi là kích ứng với da nhạy cảm, không có kích ứng được đâu, nên là hoàn toàn chị thể peel được hàng tuần, hoàn toàn có thể peel được hàng tuần. Đấy. Tại vì cái này là thiết kế dành riêng cho các loại da để peel hàng tuần, và nên là nó rất là nhẹ. Ok. Thế còn mẹ của mình là gần 70 tuổi thì mẹ có, nói chung là ở cái vùng má này hơi nám một tí thì mẹ vẫn có thể dùng peel hàng tuần được đúng không? Được, đúng rồi. Da mẹ đã peel hai lần rồi, không bị mẫn cảm, không bị gì đó. Hết. À, cái đó thì hoàn toàn peel thể... được. Dạ được. Thì sau là dùng thêm bộ sản phẩm YQ dành cho rằng biệt cho da trắng sáng. Sáng ra đó, với hợp thêm bộ đó nữa thì nó sẽ nhanh mình hơn. Mình có thể sáng ra. Peel gọi là hàng tuần và quanh năm được cũng chị. Ok đúng không? Không chị ấy, tức là người ta thiết kế cái bộ peel để đảm bảo rằng là sau một tuần nó da nó tái tạo hoàn toàn rồi mình peel lại, chứ nó không phải là mình peel một thời gian nào da nó mỏng đi xong mình phải dùng áo dài lên. Ok, mình hiểu rồi. Ok, cảm ơn bạn nhé. Dạ em có thấy chị Hồng Cúc giơ tay, mình muốn hỏi đúng không chị? Đúng rồi, chị muốn hỏi. Cúc sẽ hỏi bác sĩ cái là Cúc có một cái khách hàng là da bị mụn, mà hiện tại thì Cúc cũng đã bill cho khách là lần này là lần thứ tư rồi. Thì da của cái khách hàng đó là mụn nó ẩn bên trong, và nó nhạy cảm. Thì khi bill thì thường á cái bạn đó vẫn vô sử dụng những cái sản phẩm khác là
vào da bạn một cái là nó sẽ bị kích ứng, nhưng mà riêng cái sản phẩm của mình á, khi peel là da bạn đó không kích ứng, nhưng mà đến bệnh mụn thì Cúc có hướng dẫn cho bạn ấy sử dụng là cái bột bột làm sạch với lại tinh chất trị mụn với lại cái chống nắng hàng ngày. Thì cái bột làm sạch á thì Cúc thấy là nếu mà cái da nó bị mụn ở trong á thì một tuần thì mình dùng hàng ngày được không, nhưng mà theo Cúc thấy trên cái hướng dẫn là một tuần sử dụng một lần. Thì bây giờ cái bạn đó bạn hỏi là bây giờ cái bột làm sạch đó và bạn sử dụng một ngày hai lần có được không bác sĩ? Cái bột làm sạch là cái bột tẩy tế bào chết đúng không chị? Đúng hả? À, cái bột tẩy tế bào chết thì thực ra mình peel rồi chị, nếu mình peel rồi thì cái dùng cái bột đó nó không cần thiết nữa chị. Ờ vậy hả? Tức là nếu mình peel rồi á, mình peel trên làn da đó thì cái việc sử dụng tẩy tế bào chết cái động tác không cần thiết nữa, tại vì thực ra cái việc peel đã là cái việc mình lấy đi phần tế bào chết rồi, hiểu không ạ? Tức là khi mình giờ chẳng qua là sau khi peel, sau một thời gian peel hoặc những cái buổi tuần sau chị không peel, chỉ có dùng tẩy bột tẩy bào chết thì ok, chứ còn khi mình peel tức là cái động tác là tế bào chết đã bong ra rồi thì mình thoa thêm cái động cái bột đó vô là nó không có ý nghĩa gì nữa. À, có nghĩa nó là nhẹ hơn. À, trước đã peel xong thì mình không cần dùng cái bột đấy. Còn nếu mà peel xong khi nếu sau khi peel khoảng thì mình... tuần sau thì mình có thể dùng được, dùng ngày hai lần được có thể. Tức là tuần nào đó, tuần nào mình không peel thì mình hoàn toàn có thể dùng cái bột tẩy tế bào chết được. À. Đó, còn tuần nào mình peel rồi thì không cần thiết dùng thêm cái bột tẩy tế bào chết. Thì nếu mình xài mình sử dụng cái tinh chất nữa, bạn đó sẽ dùng cái tinh chất nữa thì mình hàng ngày đó chị. Đúng rồi, cái tinh chất xì xa mà cái tinh hampo mình dùng được hàng ngày đó chị. À, vậy là khi cái bụng mụn nó có bị trồi lên không bác sĩ? Cái bạn đó là mụn ẩn ở trong. Thực ra thì cái nếu mình peel khi mình peel đều á thì cái bào chết nó sẽ bong dần ra thì cái mụn nó đẩy dần lên thì lúc ấy mình sẽ nặn nó dễ hơn. Thế tuy nhiên là phải tùy xem là cái độ dày da bạn ấy nhiều. Thực ra peel 1-2 buổi có thể chưa thấy cái mụn tẩy bào chết, là cái mụn ẩn nó trồi lên rõ đâu. Nhưng cứ peel đều 4-5 buổi thì đi chỉ bắt đầu thấy cái da đó bắt đầu nó cái lớp sừng ở trên nó bắt đầu nó bong ra, bắt đầu giờ nó mịn hơn và bắt đầu cái mụn ẩn nó bắt đầu nó thấy nó lộ lên nhiều hơn, nặng nhẹ cái này nó ra. Ừ, dạ, cảm ơn bác sĩ. Nào, em cảm ơn câu hỏi của chị Hồng Cúc. À, tiếp theo có một câu hỏi của chị Lý Lê Thúy. À, chào bác sĩ, mình 42 tuổi, da không đều màu, lỗ chân lông to, lão hóa. Thì nên sử dụng bộ sản phẩm nào của SEO ạ? Ừ, tức là nó có hai, chỉ có hai vấn đề. Thứ nhất là vào da không đều màu, và thứ hai là lão hóa. À, thì mình sẽ có bộ tia tinh peel thì nó hỗ trợ cho cái việc là da không đều màu rất là ok. À, cái thứ hai nữa là mình muốn tập trung vào vấn đề đều màu ấy, thì mình sẽ dùng bộ YQ. Còn ví dụ cái muốn tập trung về bộ lão hóa hơn á, muốn lão hóa hơn thì mình dùng thêm một cái sản phẩm chống lão hóa nữa, đó là cái Vita Oxidant Antioxidant á. Đó thì mình dùng thêm cái đó thì bởi Vita Antioxidant nó vừa chống oxy hóa lại vừa nó cấp ẩm và nó làm sáng da nữa và nó hỗ trợ cái tình trạng chống lão hóa nữa. Thì mình sẽ dùng ba cái sản phẩm đó là ok nhất. Dạ, chị Lý Lê, mình có đang ở trong Zoom ấy, thì cái hình ảnh em đang chia sẻ ở trên này chị này, bộ peel, bộ YQ và cái Vita Antioxidant bác sĩ mới nhắc đến đây ạ. Và sắp tới thì chắc khoảng tháng 3, tháng 4 gì đấy, Sephu Hường Si sẽ lên kệ một cái bộ là gọi là Time Reverse, là một cái bộ chuyên đặc biệt dành cho da lão hóa. Bộ đấy rất là hot hit. Hiện tại thì một số hiện tại thì CEO và một số chị chuyên gia ở trong SEO đang sử dụng và feedback rất là tốt ạ. Và câu hỏi em nghĩ là mình sẽ thêm một hai câu hỏi nữa bởi vì là sắp hết cái thời gian các anh chị mình đắp mặt nạ rồi. Thì câu hỏi tiếp theo của anh chị Tằng Quảng Liên, bác sĩ cho hỏi mình peel với xài kem dưỡng của SEO thì có hết được tàn nhang không ạ? Thực ra thì cái tàn nhang á, nó sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất là cái tàn nhang phụ thuộc rất nhiều cái việc phơi nắng nữa anh chị nhé, chứ không phải là mình cứ peel xong là nó hết đâu, hoặc là mình dùng dưỡng trắng là nó hết đâu. Thậm chí là có thể bữa này hết nhưng mà một năm sau hoặc là vài bữa sau cho anh chị đi phơi nắng lại bị lại. Tức là trong quá trình điều trị tàn nhang, cái điều trị tàn nhang ấy, thì thứ nhất quan trọng nhất, quan trọng hơn cả phần sản phẩm điều trị là cái gì ấy? Tức là quan trọng nhất là phải chống nắng thật là kỹ, thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là mình dùng các cái sản phẩm peel hoặc là các sản phẩm làm trắng ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho việc làm sáng da. Thì thông thường anh chị điều trị chống nắng tốt và anh chị dùng bộ sản phẩm thì thông thường nó bắt đầu khoảng 2-3 tháng và tàn nhang nó mờ đi.
Thế trong trong quá trình mờ đi như vậy, sau quá trình mờ đi như vậy thì vẫn phải tiếp tục thông nắng rất là kỹ và vẫn tiếp tục sử dụng. Đó thì để qua cái khi nào qua cái phần mùa hè là cái mùa nắng nhất ấy, mà cái tàn nhang nó có mờ đi được ấy, thì chắc chắn rằng là sẽ thành công. Chứ còn mùa hè mà tàn nhang nó tái phát trở lại thì rất dễ ra là những cái bộ sản phẩm là phát hiệu quả nó chưa được nhiều chị nhé. À, dạ câu hỏi cuối cùng của chị Bùi Thị Phong. Khi sử dụng mặt nạ 5 độ, tức là mặt nạ First Cooling Mask đấy ạ, thì có cần rửa lại mặt không ạ? First Cooling Mask thì mình không cần phải rửa lại mặt đúng không? Cái dùng mặt nạ First Cooling Mask là mình không có cần động tác rửa lại, thì mặt nạ xong rồi nó cấp dưỡng chất thông ra sau đó thì mình lau đi thôi chứ mình đâu cần rửa lại nữa. Dạ vâng. Thì với cái em nghĩ là sẽ có nhiều người cũng sẽ hỏi là sau cái bước mà bước mặt nạ của Pew này này, các chị như các chị đang đắp mặt nạ này thì sẽ có cần phải lau lại không? Dạ bác sĩ có nghe câu hỏi không ạ? Ồ em nói lại đi, anh chưa nghe cái khúc đó. Dạ hiện tại thì các chị đang ở cái bước cuối là bước đắp mặt nạ. Khi mà mình peel thì mình có cần phải rửa lại mặt hay không ạ? Không phải rửa lại mặt đâu, tức là mình dùng cái khăn ướt mình lau từ sau khi khoảng 15 30 phút đó. 15 2 phút thì mình dùng khăn ướt cái khăn ẩm ấy mình lau nó đi thôi, mình không để tinh chất mặt lạ qua đêm chứ không phải là rửa lại bằng sữa rửa mặt đâu. Dạ vâng rồi ạ, em rất là cảm ơn bác sĩ. Và chị Huỳnh Hồng ơi, em thấy là mình cũng đắp mặt nạ được khoảng 20 phút rồi đấy ạ. Thì chị Hồng đang nói chuyện. Các chị mình khi mà mình peel ra xong ấy thì như bác sĩ vừa nói á, là mình có thể là nếu như vừa với em nha, với em là da khô á, thì sau cái bước này là cái phần kem là nó thẩm thấu hết vào da rồi, em chỉ cần lau qua nhẹ với toner thôi. Còn đối với những anh chị mình mà làn da nó ví dụ như da dầu chẳng hạn, thì như bác sĩ vừa có hướng dẫn mình cái cách mà mình làm sạch đấy ạ, mình sẽ không cần phải rửa lại mà mình có thể là dùng khăn, mình dùng bông mình lau lại thôi. Dạ rồi, ngày hôm nay rất cảm ơn bác sĩ Quyền đã có mặt để cung cấp cho các anh chị em mình thêm những kiến thức về da mụn cũng như là hỗ trợ giải đáp các câu hỏi về các loại da. Rất hy vọng là những buổi tiếp theo sẽ được tiếp tục gặp bác sĩ Quyền và được nhận sự hỗ trợ từ bác ạ. Và tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại với Pewza các anh chị nha. Và phần cuối cùng của chúng ta thì sẽ có mini game đấy ạ, nên các anh chị mình đừng có rời Zoom nha. Hiện tại để em spotlight các chị lên nha. Hiện tại các chị đến cái bước này các chị cảm thấy như nào rồi ạ? Ok, Hồng nói trước nha cả nhà. Mình mở cái mặt nạ ra đó là cảm giác đầu tiên là mình cảm giác nó da mình nó rất là mướt đó, và nó mát lắm luôn á mọi người. Đó thì sau khi quá trình peel da này là các chị nha, gờ được coi cái da mình nó có mềm như da em bé không? Nó rất là mềm ha và nó được cấp ẩm đó. Cho nên là cái sao phun si Hồng thích nhất đó là cái độ cấp ẩm của sao. Mà đa phần là chị em phụ nữ mình đó là mình ở miền Bắc hay là ở miền Nam gì cũng vậy. Tại vì ở Việt Nam mình đó là khí hậu nó thuộc về khí hậu nhiệt đới mà cho nên nó cũng hơi nóng. Cho nên là chính vì vậy mà chúng ta, cái làn da của ta, chúng ta dễ bị khô lắm. Các chị cấp ẩm là phải cái việc cần thiết cho da của mình luôn. Nó sẽ giúp cho da mình điều màu và nó tránh đi những cái vết nám về sau nữa. Đó, và Hồng ngày hôm nay là thôi để cho các chị cảm nhận tiếp đi để Hồng nói hết sao không. Ok rất là thế thì để em triển khai chương trình mini game luôn nha các chị. Sẽ có 3 phần quà dành cho 3 anh chị mình mà chia sẻ, có phần chia sẻ về cảm nhận của bản thân khi sử dụng sản phẩm hoặc là của khách hàng ạ. Thì anh chị nào mình giơ tay trước thì mình sẽ ưu tiên lên trước nha anh chị.
cả chị Huỳnh Hồng và tất cả các anh chị mình ngày hôm nay ở trong Zoom ai cũng đều có thể tham gia, chủ mình em Thanh thôi. Vậy, đã rồi. Vậy bây giờ công bằng là chị hạ tay xuống hết nha. Hạ dạ, tay xuống hết rồi mình vô lại nha. Nó mới công bằng chứ, đúng không? Các chị mình hạ tay xuống hết đi rồi xong rồi cái Thanh đếm 1 2 3 rồi các chị giơ tay lên đang nói nha, dành mic nói. xin phép hạ tay xuống rồi, hết. Ok ạ. Chúng ta bắt đầu ạ. Wow. Rồi em okay. Xin mời chị Vũ Hải. Xin phép cả nhà, hãy giật mic chứ. Đang có một câu chuyện bán hàng kể cho cả nhà nghe. Đó là bán cái tinh chất mới lại pizza. Đó, xong là bán kem chống nắng. Đó. Mình thì mình quen chị may áo dài ấy cả nhà. Đến may áo dài đấy thì mình là khách hàng đúng không? Nhưng đến đấy thì thấy là chị chỉ có mải làm thôi, xong là cũng không có chăm chút gì ra, mặc dù da là trước rất đẹp nhưng mình thấy bắt đầu là có cái dấu hiệu nám rồi nhỉ. Nám hai bên má và tàn nhang. Xong mình bảo ôi trời ơi, thôi để hôm nào em qua em chăm da cho trải nghiệm cái bộ peel em đang dùng đã lắm. Thế bảo là ủi nhưng bận lắm làm gì có thời gian mà chăm. Mà em chăm mà chị chăm đâu mà lo à. Cứ biết thu xếp thời gian 1 tiếng rồi em qua em cho trải nghiệm. Thế cho trải nghiệm xong mà sướng quá cả nhỉ. Bảo ủi làm này xong mà thích nhỉ. Da đẹp hẳn đấy. Xong là xong như này rồi thì về có dùng cái gì không? Thế bảo có chứ. Về thì có cái kem dưỡng thì dưỡng vào. Có kem dưỡng chưa? Bảo chả có cái gì cả. Thế có tinh chất rồi. Bảo tinh chất là cũng hết rồi. Bảo thế thì dùng tinh chất. Thế bảo thế có tinh chất gì không cho chị dùng. Thì lúc bấy giờ là mình mới lấy cái bộ peel full size cả nhỉ. Thì có cái tinh chất CB12 của mình á. Bảo đây có cái này là cái mà vừa mang về chưa đập hộp ấy. Nếu mà chị dùng luôn thì chị dùng. Xong bảo à để chị dùng. Còn cái gì nữa không? Bảo còn có kem nữa. Thích dùng cả kem thì để cho cả kem. Còn không thì dùng một cái kia trước. Xong là lấy luôn cả nhà. Lấy luôn. Xong là khi mà mình quay trở lại sau có 3 ngày thôi nhé. 3 ngày. Thì cứ tấm tắc khen. Xong là cứ chìa cái gương ra để soi xong là khen cả nhà. Bảo công nhận cái này dùng thích thế em. Xong là mình bảo à, thích thế nhưng mà phải chống nắng vào. Có chống nắng mua về nha. À, hôm trước mình tặng cho mấy gói chống nắng dùng chưa? Thế bảo chưa dùng cái gì cả. Xong rồi bảo thế thì dùng đi, dùng chống nắng đi. Xong rồi dùng chống nắng cả nhà. Dùng chống nắng lúc bấy giờ là giáp Tết. Mình đến nhà chị bắt đầu bill cho chị là giáp Tết á. Thế xong rồi trong Tết mình qua. Xong rồi bảo mình chứ em ơi, cái chống nắng dùng thích nhỉ. Công nhận chống nắng thích lắm em ạ. Hôm tới lấy cho chị một lọ nhá. Đó, cả nhà thấy không? Xong rồi mình đến mình mình có thêm sản phẩm của xem. Mình lại tặng tiếp một cái gói thử đấy cả nhà. Chị bảo là trời ơi cứ tặng tôi như này rồi moi hết của tôi tiền mất thôi. Vậy là đã up được mấy sản phẩm rồi nha. Và bây giờ thì da đẹp hơn. Hôm gì thì mình còn up sang cái sản phẩm khác luôn rồi đấy. Cả cái mọc tóc luôn đấy, dầu gội cả nhà. Đó, khi mà mình đang làm bạn với khách hàng mình có thể up sell rất là nhiều thứ. Đặc biệt là làm đẹp thì chị em mình ai cũng cần luôn đấy. Đó, à, mình nhìn thấy chị xinh hơn mình cũng thấy vui lắm cả nhà. Đó chính là cái câu chuyện mình bán hàng cùng với sale. Và tới đây thì mình có rất nhiều những cái túi trải nghiệm nhỏ đấy, nhặt đây này. Đó, rất nhiều luôn. Bán hàng cùng với sale thích lắm bởi vì là bán hàng vừa có thu nhập lại vừa được những cái quà này. Và quà này thì mình lại lan tỏa tiếp. Cứ tặng cho khách hàng ấy thì khách hàng dùng là ưng lắm. Xong bắt đầu là chốt sale thôi cả nhà. Và mình tin là tới đây là mình sẽ cùng mọi người sẽ lan tỏa được nhiều cái sản phẩm sale này. Cảm ơn cả nhà nha, mình xin dừng lời. À, cảm ơn chia sẻ của chị Vũ Hải. Thì chị Vũ Hải nhắc đến câu chuyện đấy em mới nhớ ra là các chị ơi, các chị có câu chuyện là bán hàng thì có thể tham gia cái cuộc thi nghệ thuật bán hàng cùng với sale. Thì đơn giản là chúng ta sẽ kể cái câu chuyện như chị Hải vừa mới kể đấy ạ, có kèm hình ảnh hoặc video, và chúng ta sẽ đăng bài ở trong cái group cộng đồng Sale Fusion CX Expert.
Đến ngày 28 tháng 2 là chúng ta sẽ hết thời gian dự thi rồi ạ. Và chúng ta sẽ có 10 phần quà. Hai phần quà đầu tiên là dành cho hai chiến binh có số lượng bài viết có bài viết hay nhất, thì cái phần quà này sẽ do ban tổ chức chấm điểm. Ba phần quà tiếp theo là dành cho ba người may mắn. Khi mà chúng ta đăng bài lên thì chúng ta sẽ điền một cái form, và sau đấy là ban tổ chức sẽ quay vòng quay may mắn. Và 5 phần quà dành cho 5 người có cái lượt like cao nhất. Thì như chị Vũ Hải, mình có thể viết lại cái câu chuyện mình vừa mới kể và mình đăng lên Facebook để mình có thể tham gia cuộc thi chị nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị Vũ Hải. Người tiếp theo em thấy ở trên cái màn hình của em là chị Nhữ Ngọc ạ. Chị ơi, mình bật camera để em có thể spotlight chị lên chị nha. Em chào các anh chị em ở trong nhóm, vì hôm nay cũng là trực cho nên cũng tắt cam. Thì thực ra là em đã dùng sản phẩm theo công ty này rồi ạ. Cái sản phẩm này thì em cũng gần như là đủ hết các bộ, đủ hết bộ. Thì thực ra các cái quy trình các bước là em cũng chưa dành nhiều thời gian để làm như hôm nay bên công ty hướng dẫn. Nhiều khi là cũng vội, là em dùng nhiều chủ yếu là cái sản phẩm 3 trong 1 với lại cái kem chống nắng. Và cái làn da của em thì nó cũng bị nám hai bên của má này này, nhìn thấy đen xì luôn. Như hiện tại giờ là em không trang điểm gì hết, không dùng gì, chưa dùng gì. Thì em thấy em dùng được mấy tháng, em thấy cũng cải thiện mà da em nó cũng sáng lên. Nếu như em mà đã nếu mà em đã dùng được các bước theo quy trình của các chị thì chắc là khả năng là nó được hiệu quả tốt hơn nữa. Và vấn đề nữa là cũng đang ngồi nghe trong Zoom thì cũng lại được tư vấn được cho đồng nghiệp được một lọ mà ba trong một, mà một lọ kem chống nắng, vì người ta nhìn cái làn da của mình ở cơ quan là nó có cải thiện sáng hơn, nên là chia sẻ được một số sản phẩm, nhưng chủ yếu là cái kem chống nắng loại 990.000 ạ. Vâng, em xin hết ạ, em cảm ơn ạ. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của chị Nguyễn Ngọc. Chị Nguyễn Ngọc ơi, thì hiện tại mình đang sử dụng những cái sản phẩm nào của Sale rồi chị ha? Mình đã có trải nghiệm như nào với sản phẩm của Sale rồi ạ? Sản phẩm của Sale thì lúc em vào trong cái chương trình tiêm 100 độ C tháng 5 năm 2022 thì là em cũng vào, thì là lúc đấy là đúng là cũng là may mắn là cái bộ sản phẩm mà lúc đấy chỗ công ty đang có chương trình khuyến mại 5 triệu 3 gì đấy, là em cũng lấy hết bộ đấy. Và sau đó em cũng đặt thêm một số sản phẩm nữa, nhưng mà thực ra là em cũng chưa trung tâm lắm nên là sản phẩm của em có những lọ vẫn còn nguyên. Cho nên là chưa dùng hết, và bắt đầu là cũng tham gia trong cái team của em, là em ở trong team của Thủy Thần Tân Thùy. Thì là em cũng đưa em vào trong cái chương trình mà tham gia ngày 8 tháng 3 ở trường học tự nhiên Hà Nội. Thì em cũng nhà em cũng gần đấy, em mới bảo vào Zoom để thông tin hướng dẫn thì em cũng chưa nghe được, nhưng mà em nghe lại mình còn mới được bài 1 đấy ạ. Em cũng cố gắng để 8 tháng 3 là đi để giao lưu và cũng học hỏi thêm. Em xin hết ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị Vũ Ngọc. Thực ra là chị Vũ Ngọc là cũng sẽ tham gia 8 tháng 3 không ạ? Hẹn gặp chị Vũ Ngọc ở Hà Nội không? Nha. Vâng ạ. Dạ, em mình nhận có một số buổi record ấy, thì mình cố gắng xem lại record để mình nắm được kiến thức. Dạ. Và hiện tại là em cũng làm bác sĩ ở bệnh viện, thế là cũng muốn tham gia để dạ. Xem là vâng ạ, chăm sóc da để cũng học thêm đấy ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị Nhữ Ngọc. Tiếp theo em xin mời chị Nga Nguyễn ạ. Alo, có nghe mình nói không? Alo? Dạ có nghe ạ, mời chị Nga chia sẻ. Mình, sorry mọi người, hiện tại mình, tại vì mình không sống ở, mình đang sinh sống ở châu Âu nên là thời gian hơi khác, nên là hiện tại mình đang kinh doanh ở bên mảng của ở Việt Nam, nhưng mà mình tất cả mọi thứ mình đều phải làm ở online nên là cũng rất là khó. Thì mình vừa mới mình đang trải nghiệm sản phẩm của Sephusensi Expert là cái cleanser, gel cleanser, pure 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 pure
và mình có cái Wycur B12 cream, và tuần trước mình vừa mới peel một lần đầu tiên về sản phẩm. Thì mình thấy mình có cả, thực sự mà nói ấy, là đầu tiên là mình hơi ấy, vì da mình cũng rất là mẫn cảm nên là mình cũng không biết tiếng Việt là gì. Mình rất là sợ khi mà mình bắt đầu peel. Nhưng mà sau hôm sau, khi mà mình peel xong, hôm nay hôm sau mình dậy thì mình cảm thấy thực sự da như da, chạm vào như da em bé luôn. Mình bảo thật sự là mình không nghĩ đây là sản phẩm mà như gọi là một sản phẩm thần tiên gì đấy, mình không biết tiếng tiếng Việt, sorry mọi người, là mình, tiếng Việt mình cũng không được giỏi cho lắm, nên là mình không biết nói về cái cảm xúc của mình như thế nào. Nhưng mà mình thực sự sau khi mà trải nghiệm, bây giờ hiện tại mình đã trải nghiệm được 3 tuần rồi, thì mình không những mà mình trải nghiệm mà còn con gái của mình cũng trải nghiệm. Thì mình, con gái của mình bảo nó có rất là nhiều sản phẩm trước đây rồi, nhưng mà sau 2 tuần sử dụng cái cleanser của Self Sensi Expert dành cho da mụn thì thực sự da bé đã cải thiện rất là nhiều. Thì mình đã lan tỏa rất là nhiều cho các bạn, thì trong đó có một bạn ở bên này với mình, thì mình đã cùng với bạn đấy peel da mỗi tối hàng tối hôm tuần trước, và tuần này tối hôm nay mình lại peel tiếp tục. Thì bạn đấy cũng bảo là đúng thật là sản phẩm nó quá, gọi là nói thì nghe là nó nói quá, nhưng mà thực sự là nó có hiệu quả gọi là bất ngờ luôn. Nên là mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện của mình thôi, chứ thực ra mình cũng không biết nói gì. Dạ em cảm ơn chị. Chị bảo chị ở nước ngoài mà bây giờ chị được quà, không biết là em đang suy nghĩ em sẽ gửi quà cho chị như nào ha. Chị ở nước ngoài mà mình order hàng như nào ạ chị? Em chỉ tò mò xíu thôi, mình ở nước nào ạ? Hiện tại mình đang sống ở nước Áo, thì thực ra cũng hơi vất vả một tí, thì mình cũng đã order về nhà, và mọi người ở nhà đã giúp mình chuyển hàng, chuyển sản phẩm qua bên này để mình trải nghiệm và đưa cho các bán cho các bạn. Thì thực ra ở bên này mình cũng đã, và trong khi mình cũng một phần là trong quá trình mình trải nghiệm, thì mình cũng đã bán được cho một số bạn ở Việt Nam về cái bộ peeling. Thì các bạn cứ hỏi là Nga ơi, tại vì mọi người cứ bảo là sao mày nhìn trẻ thế, mày làm gì mà trẻ thế, thì mình cũng bảo là dạo này cũng già rồi, nhưng mà nhờ dùng sản phẩm của Self Fluency thì da nó cải thiện cũng tốt hơn. Rồi bảo ôi trời sao mà da mày bóng vậy. Bảo là nhờ peeling của cái này nên là đợt này da cũng bóng sáng lên. Thế là các bạn có mua một số peel, bộ peel ở về trải nghiệm. Thì mình cũng cố gắng hỗ trợ các bạn peel trên qua online. Thì thực ra công việc của mình, thực ra bây giờ mình cũng chỉ làm được online, mình không 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 trực tiếp giống như chị Hải lúc nãy vừa chia sẻ là có thể trực tiếp với khách hàng, nên là cũng hơi bất tiện một tí, là có nghĩa là khi mà mình chạm vào ai đấy thì mình có thể dễ dàng hơn. Còn hiện mình không chạm được, nên là mình rất là cố gắng diễn tả cái cảm giác của mình một cách tốt hơn, nhưng mà tiếng Việt của mình nhiều khi cũng không được rất tốt lắm. Nếu như mọi người ở nhà sẽ giúp mình gửi sản phẩm qua thì mình có thể trải nghiệm thôi. Và cũng không, mình nếu mình nhận được quà thì mình cũng gửi cho mọi người ở xung quanh
gia đình và mọi người để mọi người trải nghiệm thêm. Dạ vâng. À, những cái gói đấy thì như chị Hải mình có kể đấy, thì khi mà mình cho khách mình trải nghiệm dùng thử thì sẽ rất là dễ để cho mọi người có thể là upsell lên. Và thực sự là rất cảm ơn chị Nga, một câu chuyện rất là khác biệt từ nước ngoài. Và lúc mà chị đang nói chuyện với bác sĩ thì em cũng không nghĩ là chị ở nước ngoài đâu, bởi vì chị nói rất là trôi chảy. Cho đến khi mà mình diễn tả những cái cảm xúc của mình, nhiều khi đấy, nên mọi người biết là nó không phải là một cái bài có sẵn, mà là mình có cái gì mình nói cái đấy thôi. Nên nhiều khi là cái tiếng của mình nó cũng không được, nó trôi chảy cho lắm. Nhưng mà cũng rất là cảm ơn chị Nga khi mà mình đã lên Zoom để chia sẻ cùng với mọi người. Và hy vọng là trong những cái buổi Zoom tiếp theo thì có thể là tiếp tục được gặp chị Nga, mặc dù là thời gian giữa hai nước nó khác nhau. Em xin được cảm ơn chị Nga rất nhiều ạ. Và khi cảm nãy thì em có thấy một chị nghe. Hải. Dạ. Khi nãy em có thấy chị Hải nữa, thì không biết là chị Hải có còn đang ở trong Zoom không ạ? Chị Thanh Hải ạ. Thế thì trong thời mình đợi chị Thanh Hải thì em xin được mời chị Hồng Phúc ạ. Đây. Cúc xin chào mọi người trong Zoom. Cúc kể về cái câu chuyện bán hàng của Cúc. Thì lúc trước và sau khi Cúc dùng Cellfusion C thôi thì cái làn da Cúc nó cải thiện được cái sạm nám và cái da nó lại căng bóng hơn và nhìn mình trẻ hơn so với cái thời gian mình chưa xài Cellfusion C. Thì cái Cúc vui lắm là mỗi lần Cúc thì khi mọi người đã thấy cái làn da của Cúc rồi thì mọi người chốt cái mua cái bộ bill, thì Cúc bill cho mọi người. Thì mới đầu á thì Cúc chỉ bán cho được khách hàng là cái bộ kit nhỏ thôi. Thì khi khách hàng đã xài được cái bộ kit nhỏ xong thì mọi người dùng tới cái bộ kit là 6 bộ kit. Thì khi mà tới cái ngày chị cũng không chọn được luôn á Thanh ơi, cái mình chọn tại vì ai mà là co-host thì không có chọn được. Cúc chia sẻ xong cái khi mà Cúc bill cho mọi người thì Cúc cũng hay tỉ tê Cúc nói chuyện ở cái từng bước nó bill như thế nào. Và mọi người khi bill xong thì mọi người cũng thấy da căng bóng lên, nhưng mà thật sự họ cũng chưa có tin tưởng lắm. Thì bắt đầu bill bước thứ hai, thứ ba, mọi người tin. Thế là Cúc có nói là mọi người, anh chị em nào mà trước khi mà đi tiệc á thì cứ bill cho Cúc trước một ngày thì hôm sau sẽ đánh phấn và lên cái da nó mịn rất là đẹp. Thì thực tế y như vậy. Thì bây giờ cứ